Chào mừng các bạn đã nghe chuyện tại chuyện hay com nếu thấy hay hài cho mình sinh một đăng ký kênh chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại hàng hải, nọc độc thuyền trưởng bắt đầu ký sinh Nami Y e Cân Vớt. Trường 146, tài bảo bỏ vào một cái rất thúi gian phòng. Người không muốn không thức cất nhắc, đại nhân chúng ta lần này cũng là xem ở hang cóc mặt mũi, mới có thể cùng ngươi như thế dễ nói dễ thương lượng. Đây nếu là người khác, đã sớm đem thuyền của hắn cho lật ngược, tìm ra bên trong vàng bạc tài bảo đến nỗi ngươi, không cần ta nói, ngươi cũng biết ngươi đến cùng sẽ có dạng hậu quả gì, bây giờ ta đại nhân lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là tại không tranh thủ mà nói, vậy thì cẩn thận, ngươi những cái kia vàng bạc tài bảo để ở nơi đâu. Nọc độc ngược lại là có kiên nhẫn, không nóng nảy đến hỏi hắn, bởi vì cái này tê trô lợi chỉ bất quá cần nhịn đau cắt thịt nghĩ một lát, dù sao mình thật vất vả giành được vàng bạc tài bảo, như thế nào cam lòng cho người khác, nọc độc đồng dạng có ý nghĩ như vậy tương đương cho nên rất lý giải tế Châu lợi tại califa dưới uy hiếp tế Châu lợi thật sự là không còn dám che chở vàng bạc của mình tài bảo chỉ có thể trước tiên giữ lại chính mình một cái mạng mặc dù hắn không dám chiêu chọc nọc độc hắn vẫn là có thể đối đối phó so với hắn thực lực yếu tiểu hài tặc hắn bây giờ nghĩ thầm có mệnh tại mới có thể kiếm lời càng nhiều vàng bạc tài bảo cho nên hắn rất thức thời chậm rãi đứng dậy nhìn xem nọc độc có thành ý nói nọc độc tốt ga à? ta bây giờ nói cho các ngươi biết vàng bạc của ta tài bảo liền tại đây bên cạnh ta có thể mang các ngươi đi các ngươi theo tới a tê châu lợi nói hết lời không giống như là vừa rồi ốm đau bệnh tật dáng vẻ hữu khí vô lực đứng dậy hiện tại hắn biết chính mình dù thế nào trang tiếp cũng không có tác dụng gì cũng đã bị trước mắt nọc độc bọn hắn nhìn ở trong mắt mặc dù không có vạch trần nhưng mà cũng đã xem ở trong mắt của bọn hắn tê châu lợi cảm thấy mình ngụy trang có chút quá mệt mỏi hắn liền bắt đầu hướng về chứa tài bảo chỗ đi đến. Nọc độc bọn hắn đi theo phía sau, rất nhanh liền đi tới cửa một căn phòng phía trước, tê Chô lợi ngừng lại, nọc độc xem xét, đây không phải là hắn vừa rồi chỗ kiểm tra gian phòng kia sao. Bên trong hôi thối vô cùng, nọc độc không có trông thấy bên trong chứa cái gì, nhưng mà bị thứ mùi đó hôn không thể chịu đựng được, tê châu lợi đứng ở cái này trước cửa, xoay người sang chỗ khác nhìn xem nọc độc mấy người. Nọc độc, ta tất cả vàng bạc tài bảo đều ở nơi này. Tế Châu lợi đem lời vừa nói xong, califa liền không kịp chờ đợi mau mau xông đến phía trước, đem cửa mở ra, ngay tại mở ra đối với một sát na kia, califa người thấy hương vị, môn không có ở đóng lại, hắn chạy tới mạn thuyền bắt đầu nôn mửa. Nọc độc đã sớm biết tình huống bên trong, sở dĩ vẫn không nói gì, cũng là tính toán đợi Tế Châu lợi nói xong, mình tại hỏi hắn như thế nào đi vào, hay là để cho tiểu cho tiến vàng bạc tài bảo lấy ra nhưng mà không đợi nói chuyện califa cũng rất nóng này cũng tại đi vào nọc độc muốn ngăn cản đã không kịp nhìn xem califa cái dạng kia robin tại phía sau cùng cảm thấy tò mò đi ra phía trước bị nọc độc một cái cho túm trở về robin cũng đã ngửi thấy một cỗ hôi thối vô cùng hương vị nọc độc nhanh chóng mệnh lệnh tế Châu lợi tế Châu lợi người màu đem môn kia cho ta đóng lại tế Châu lợi không dám trễ nãi thời gian màu đem môn đóng lại hắn đối với mùi vị này không thể chịu đựng được nhưng mà hắn đã sớm nghe được quen thuộc, muốn so nọc độc mấy người bọn hắn năng lực chịu đựng mạnh hơn một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình nói hết lời, Khalifa bọn hắn cứ như vậy cấp bách đi vào, sở dĩ đứng ở ở đây không có mở ra, vẫn còn đồ vật phải giao cho nọc độc bọn hắn, mang lên mới có thể đi vào. Nhìn xem nọc độc mấy người bọn hắn bây giờ rất ghét bỏ đứng ở chỗ rất xa, Tê Châu lợi nhìn xem bọn hắn cái bộ dáng này, hẳn sẽ không muốn bên trong vàng bạc châu báu tất nhiên đáp ứng cho bọn hắn mang đến, chính mình nếu là không thành thành thật thật đem bên trong tài bảo giao cho nọc độc, xem ra chính mình sẽ rất nguy hiểm, hắn coi như của đi thay người, quay đầu nhìn về phía nọc độc mấy người bọn hắn nhanh chóng nhắc nhở lấy. Các người quá gấp, ta còn có chuyện còn chưa nói hết, các ngươi liền tiến vào, muốn đi vào đến trong phòng này, nhất định phải phối thêm đồ vật, còn có thể trực tiếp đi vào, các người có chút quá gấp. Khalifa ở nơi đó vừa nôn mửa xong, vừa nghe được Tê Châu lợi vậy mà nói còn phải đeo đồ vật, hắn có chút tức giận, xoay người sang chỗ khác nhìn xem Tê trô lợi tức giận oán trách hắn, tất nhiên muốn đeo đồ vật, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút ra? Ta nhìn ngươi chính là không thành tâm đem tài bảo cho chúng ta, đại nhân không bằng đem hắn diệt trừ tính toán, ta có một cái biện pháp, ngươi nếu là đem cái này thuyền đánh nát, ở trong đó vàng bạc tài bảo chẳng phải đi ra sao? Califa nói hết lời giơ lên trong tay vũ khí liền muốn hướng về tê châu lợi đi đến nọc độc mau tới phía trước ngăn cản tê châu lợi dọa đến liên tiếp lui về phía sau ghế dựa ở môn thượng không dám đánh trả Khalifa có chút không vui vì cái gì ngăn ta à hắn thật sự là quá giảo hoạt rồi tại uy hiếp của chúng ta phía dưới hắn mới nói yếu lĩnh chúng ta tìm tài bảo hắn tuyệt đối không phải thật tâm cho chúng ta lĩnh đến như thế hôi thối một chỗ chính là muốn hại chúng ta nhìn xem Khalifa sinh khí như thế Thậm chí ngay cả chính mình ngăn cản hắn, còn không có dừng tay, vũ khí trong tay một mực nắm chặt, dùng sức muốn tránh thoát, muốn giết Tê Châu Lợi. Ngọc Độc nhìn xem Tê Châu Lợi cũng đã không có năng lực phản kháng nhà máy. chương 147, đi vào phòng muốn đeo lên phòng thối mặt nạ. Hắn như thế nào dám nói lời nói dối, Ngọc Độc nhanh chóng khuyên giải. Califa đi người cũng không cần xúc động rồi, ta tin tưởng hắn nói lời, tất cả vàng bạc châu báu hẳn là để ở trong này vì để cho người khác không nghi ngờ ở đây. Cho nên hắn mới có thể đem bên trong lộng túi như vậy hương vị, để cho người ta sẽ không hoài nghi nơi này có đồ quý trọng. Vừa rồi chúng ta tại tìm nơi này thời điểm, ta cũng đã phát hiện gian phòng này. Ta với người phản ứng là một dạng, liền không có tiếp tục xem xét, không nên tức giận, tê châu lợi. Vậy ngươi mau đem ngươi nói đồ vật lấy ra, còn có một cái biện pháp, liền là chính ngươi tiến vào bên trong, đem vàng bạc tài bảo cho lấy ra ta, ta cũng không để ý. Tế Châu lợi nhìn xem nọc độc chìm nổi thật là quá sâu, nữ đội viên như vậy khuyên hắn, hắn đều khăng khăng dựa theo phương thức của mình buông tham mình, tại loại này mặt người phía trước, thật sự không còn dám đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Xoay người lại đến rời cái này gian phòng có thể có 100 mét chỗ, rũi ra nắm đấm cuồng đánh hai cái, tấm ván gỗ bị mở bung ra, bên trong liền có một chút mặt nạ, loại này mặt nạ là có thể cách trở phía ngoài mùi. Hắn từ bên trong lấy ra, bên trong chứa rất nhiều loại này mặt nạ, nọc độc nhìn hắn lấy ra những thứ này mặt nạ, ha ha nở nụ cười, cảm thấy trước mắt cái này tê trô lợi thật sự chính là thông minh. Không nghĩ tới hắn sẽ trước thời hạn chuẩn bị nhiều như vậy mặt nạ, hẳn là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chuẩn bị cho thủ hạ của hắn mang, nọc độc nhận lấy tê trô lợi đưa tới mặt nạ, trên dưới nhìn một chút. Tê trô lợi, người thật sự chính là thật thông minh, lại ở đây tấm ván gỗ bên trong tầng kép thả nhiều như vậy mặt nạ. Xem ra chỉ có người mới có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Châu lợi đem trong tay cầm mấy cái này mặt nạ cũng đều phát cho Khalifa cùng Robin hai người vừa nghe đến nọc độc ở một bên khen mình hắn không có khiêm tốn mà là rất tự hào chúng ta tại trên biển này lấy được những vàng bạc này châu báu nhiều kiếm không dễ nha ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem vàng bạc tài bảo cất kỹ nhưng lúc nào cũng phải có một ngoài ý muốn sao ai các người đem những vật này mang lên cùng ta đi vào chung là được rồi Califa cùng Robin hai người nhìn xem trong tay mặt nạ cũng có chút ghét bỏ, trong lòng một mực đang suy nghĩ, những thứ này mặt nạ, nói không chừng cái nào hài tặc thù hạ mang qua, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật buồn nôn. Califa nhìn một chút Robin, hắn cũng không có mang lên, bọn hắn đưa ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về nọc độc nhìn sang, nọc độc cũng không có quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp liền mang ở trên đầu, cái này lớn nhỏ phù hợp. Đại nhân, ta không muốn mang cái mặt nạ này, ngươi xem một chút nơi này có một cỗ mùi lạ, không bằng ngươi cùng tê trô lợi đi vào đi, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Đại nhân đúng thế, ngươi nhìn này mặt nạ, giống như rất bẩn dáng vẻ, vậy thì các ngươi đi vào đi, chúng ta ở bên ngoài cho các ngươi chấn giữ lấy, để phòng ngừa tê trô lợi thù hạ trở về đánh lén. Nhìn xem hai người bọn họ trên tay mặt nạ cũng không muốn mang lên, nọc độc cũng không có tải cứng rắn để cho bọn hắn đi vào, nữ hài từ cũng là yêu thích sạch sẽ, califa bọn hắn không mang theo cũng sẽ không mang theo. Nọc độc tin tưởng hắn cùng tê trô lợi hai người đem bên trong tài bảo lấy ra cũng là có thể, đến nỗi phía ngoài những cái kia thù hạ, cũng thật là cần phải có người nhìn xem một điểm. Vậy được rồi, hai người các ngươi liền ở lại bên ngoài, ta cùng hắn lên đi vào, đem bên trong tài bảo lấy ra. Nọc độc nói hết lời, quay người hướng về tê trô lợi gật đầu một cái, tê trô lợi lập tức minh bạch, không nói lời nào giữ cửa trực tiếp mở ra, Khalifa cùng Robin hai người bây giờ né tránh. Ngay tại Tê Châu Lợi mở cửa một sát na, hai người bọn họ chạy mau đến một bên, bọn hắn cũng không muốn ngửi được cái kia mùi gây mũi, thật sự là quá khó ngửi. Nọc độc bây giờ cùng Tê Châu Lợi đã vào phòng, gian phòng này không phải rất lớn, bên trong chất đống một chút tạp tạp vật, còn có một số đã hư đồ ăn cùng loại thịt, nọc độc xem xét trong cả căn phòng không lớn, cũng không có phát hiện có phóng vàng bạc tài bảo chỗ chính là một chút đồ ăn nát thịt nhão khắp nơi đều là giống như cố ý ném xuống đất trên tường một sảng vô cùng lộn xộn bên trong còn có một số bình rượu nọc độc xem xét đây không phải là đống rác sao nọc độc có chút chán ghét trong phòng đi tới liền dưới chân chỗ đạp chỗ cũng là một chút đồ ăn nát trước mặt tế châu lợi xem thường tiếp tục hướng trước mặt đi đến nọc độc không nói gì trong này hương vị ngược lại là người không thấy Tế Châu lợi lai đến một cái trước ngăn tủ, dùng sức rời ngăn tủ, Ngọc độc tiến lên hỗ trợ, cùng một chỗ đem ngăn tủ rời đến một bên, lúc này liền xuất hiện một cái tầng hầm, nọc độc không nghĩ tới chiếc thuyền này lớn như vậy, ở đây vẫn còn có một cái tầng hầm, Tế Châu lợi đem đồ vật, cùng Ngọc độc đẩy qua sau. Liền trực tiếp hướng về phòng ngầm dưới đất bậc thang đi xuống, Tế Châu lợi không cùng Ngọc độc nói thêm cái gì, Ngọc độc đi theo phía sau hắn, hai người rất nhanh liền đã đi tới phòng ngầm dưới đất phía dưới liền trước mặt kim quang lóng lánh vàng, châu báu toàn ở phía dưới, có chừng cái tám, chín dương, còn có một số tán loạn trên mặt đất vàng, nọc độc vừa nhìn thấy ở đây thả nhiều như vậy vàng, trong nháy mắt đều kinh ngạc, đi lên trước xung quanh nhìn một chút, khen ngợi tê châu lợi. Trường 148, đem trong hầm ngầm tài bảo cho dọn đi. Tê châu lợi, ngươi thật là quá thông minh, ta còn tưởng rằng ngươi đem vàng bạc châu báu sẽ đặt tại phía trên, không nghĩ tới a người vậy mà dùng nhiều như vậy thịt nhão chế tạo ra giả tượng để người khác nghĩ lầm ở đây chỉ là một cái bình thường gian tạp vật không nghĩ tới còn có một cái hốc tối những vàng bạc này châu báu cũng không phải ít người yên tâm ta không phải là một cái rất tham tiền người người nhiều thỏi vàng như vậy ta sẽ cho ngươi lưu một dương trên đường trở về dùng còn lại những cái kia chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian nhanh chóng hướng về gia truyền đúng người có phải hay không còn có mấy tên thủ hạ vừa vặn đem bọn hắn gọi tới, đi thôi. Tế Châu lợi nhìn xem nọc độc đang sách một xương vàng bạc châu báu hướng về phía trên đi đến, hắn nhìn xem hết sức đau lòng, nhưng là lại có thể làm gì. Bây giờ ai bảo hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Tế Châu lợi cũng chỉ có thể gắng gượng cơ thể đi qua, muốn dơ lên cái dương, thế nhưng là sự hai cái nhiệt tình, cũng không có nâng lên, nhìn xem nọc độc bóng lưng rời đi, hắn cũng chỉ có thể cầm một cái túi, hướng về trong túi chứa. Muốn cùng Nọc Độc nói chuyện, thế nhưng là không đợi nói chuyện, Nọc Độc cũng đã đi ra ngoài, hắn bây giờ trang kim tệ tốc độ rất chậm, Nọc Độc đã rời một dương vàng bạc châu báu từ gian phòng kia đi ra, đi tới đầu thuyền vị trí. Nọc Độc xem xét, Khalifa hai người bọn họ ở phía trên thật đúng là không có nhàn rỗi, Tê Châu lợi mang tới hơn 10 cái thủ hạ, bây giờ đã về tới trên thuyền, bị Robin cùng Khalifa đánh, hiện tại cũng mùi sồm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không dám đứng lên, cùng nói lung tung bên cạnh của bọn hắn có Khalifa cùng Robin hai người nhìn xem. Nọc độc nở nụ cười, rất là đắc ý, nghĩ thầm bây giờ cuối cùng có trợ thủ, nọc độc nhìn xem mùi sồm ở một bên thủ hạ, dùng tay chỉ bọn hắn phân phụ. Ngươi, ngươi, mấy người các ngươi toàn bộ đều đứng lên cho ta, đi vào đem bên trong vàng bạc tài bảo toàn bộ cho ta lấy đi ra, đúng, ở nơi đó có mặt nạ, các ngươi đều mang lên, nếu không, cái mùi kia các ngươi là không chịu được. Đi thôi, đừng có ý tưởng gì, nếu để cho ta phát hiện các ngươi đùa nghịch tiểu thông minh hướng về trong túi đạp, vậy cũng đừng trách ta thù hạ này không lưu tình. Nọc độc nói hết lời, ngồi xổm trên mặt đất hơn 10 vị hải tặc thù hạ, bây giờ cũng nhanh chóng đứng lên, dựa theo nọc độc nói đi làm kiểm tra hướng về có vàng bạc tài bảo gian phòng, chạy tới. Bọn hắn cũng là rất quen thuộc, mặc dù bình thường bọn hắn hải tặc đầu lĩnh không nói cho bọn hắn vàng bạc châu báu đến cùng đặt ở địa phương nào, nhưng mà trong đó có ba người là tê châu lợi tín nhiệm nhất người, đối thủ của bọn họ tê châu lợi vàng bạc tài bảo đặt ở địa phương nào, bọn hắn là biết đến nhất thanh nhị sở. Bọn hắn trước hết nhất chạy tới gian phòng nơi đó, lấy ra mặt nạ trực tiếp đeo lên, phía sau Khalifa cùng Robin không bằng, nọc độc đi theo phía sau bọn hắn cũng cùng tới đến nơi này, sợ bọn họ dở trò gian. Nọc độc đi theo phía sau bọn họ, cùng một chỗ lại xuống hầm, rất nhanh cái này hơn 10 cái thủ hạ, liền hai người dơ lên một dương vàng bạc tài bảo, đều lục tục từ phía dưới đi tới. Nọc độc xem xét chính mình cũng không cần đi xuống. Tế châu lợi mấy tên thủ hạ kia là có thể đem tất cả tài bảo đều mang lên. Nọc độc cười a à a à, lo lắng đến Tế châu lợi cùng hắn thủ hạ thông đồng một mạch muốn làm chuyện gì, cho nên Nọc độc xuống sau lôi Tế châu lợi. Tế châu lợi, ngươi không dùng tại ở đây dùng cái túi trang trên mặt đất rơi xuống những vàng kia, ta không cần chỉ cần đem trang cả dương vàng bạc châu báu cho ta lấy đi là được. Ta giữ lời nói cho ngươi lưu một chút. Đi ở đây cũng không cần chúng ta nhường ngươi những thủ hạ này lấy nọc độc ngươi nhìn ta cái này cũng đã trang nhiều như vậy không bằng ta liền tại đây bên trong một hồi a à, cho ngươi lấy thêm một chút vàng bạc tài bảo đại biểu ta đối với các ngươi đền bù tế châu lợi vừa nói chuyện một bên đem bên người vàng bạc tài bảo hướng về trong túi ném căn bản cũng không đứng lên cùng nọc độc cùng đi ra nọc độc cảm thấy cái này tế châu lợi tuyệt đối có chuyện gì nếu không hắn không thể lại khăng khăng phải ở lại chỗ này mới vừa rồi còn không nỡ lòng bỏ hắn những cái kia vàng bạc châu báu, bây giờ lại hào phóng nói lại muốn cho thêm chính mình cầm một chút, nọc độc cũng không tin tưởng hắn có hảo tâm như vậy, cho nên lão tử nhìn xem nàng, trợn to hai mắt, ho nhẹ một tiếng, tê châu lợi lập tức được rõ ràng, cũng không dám lại dở trò gian. Nhanh chóng đứng lên đi theo nọc độc liền cùng đi ra ngoài, mà những cái kia thủ hạ hai người dơ lên một dương vàng bạc châu báu, bây giờ đi tới đầu thuyền, còn có mấy dương, lại dơ lên một chuyến, liền có thể toàn bộ đều dơ lên đến đây. Nọc độc cùng tê trô lợi từ trong hầm ngầm đi ra, đem hắn dẫn tới đầu thuyền, nọc độc đem mặt nạ hái xuống, trực tiếp ném ở trong biển rộng. Nhìn xem tê trô lợi còn ở chỗ này mang theo mặt nạ, nọc độc cũng không có đi quản nó, chỉ là quay đầu nhìn xem trên mặt đất để một xương một xương vàng bạc châu báu. Trong lòng rất vui vẻ hắn bây giờ nhìn tê trô lợi mười phần đau lòng bộ dáng, cười ha ha, đây chính là nọc độc chiến lợi phẩm của bọn hắn, nọc độc dọc theo con đường này không muốn đi chiêu chọc bất kỳ hải tặc, muốn đuổi nhanh đi nhân ngư đảo, đem cái kia địa bàn quyền sở hữu nắm bắt tới tay. Không nghĩ tới, hôm nay lại có người chủ động đưa tới cửa. chương 149, Califa nghĩ lầm vàng bị mùi thối ô nhiễm. Thịt đến miệng không gặp một cái, đây không phải là ngốc sao. Đại đại cười a à a, à, nhìn xem Califa cùng Robin hai người chờ đợi ở đây, cũng không có chút nói chuyện. Nọc độc nhìn xem bọn hắn, lại nhìn một chút nước biển này, để cho bọn hắn đem những vàng bạc này tài bảo mang về đến trên nước hoa du xa hào cũng không có gì vấn đề, nếu để cho hai nữ nhân đưa về mà nói, cũng có chút quá khi dễ bọn họ. Nọc độc cảm thấy biện pháp này không thể được, tự mình một người đem vàng bạc tài bảo cũng không thể lấy về, nọc độc trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, quay đầu nhìn xem tê trô lợi cái kia mặt mũi tràn đầy đau lòng bộ dáng, nọc độc đi ra phía trước, vỗ bả vai của hắn một cái. Ngươi những người kia một hồi đi ra, để cho bọn hắn đem trong thuyền tới gần nước hoa rắn trần hào, đem những thứ này kim tài bảo đều cho ta đem đến trên nước hoa rắn trần hào, các ngươi liền có thể rời đi, ngươi yên tâm, ta giữ lời nói, tuyệt đối sẽ thả các ngươi. Hảo, 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 nọc độc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ an bài bọn hắn đem những thứ này, toàn bộ cho ngươi đưa trở về, một cái cũng sẽ không rơi xuống. Nọc độc nghe được tê trô lợi trả lời, hết sức hài lòng nhìn thấy califa cùng robin hai người ngược lại là hết sức yên tĩnh cái này cũng không giống như là califa tính cách bình thường hắn nhìn thấy tiền thời điểm vô cùng hưng phấn liền giống như Nami. hôm nay lại khác thường hết sức lãnh đạm bình tĩnh a à không tiến lên sờ những cái kia vàng bạc tài bảo hắn tiến lên nhìn xem califa tò mò hỏi califa chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy cái này từng dương vàng bạc tài bảo đặt tại trước mặt của ngươi sao ngươi chẳng lẽ liền không muốn lên tiến đến nhìn một chút kiểm tra bọn hắn rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Ta bây giờ không muốn sờ bọn hắn. Ta vừa nhìn thấy những vàng bạc này châu báu, ta chỉ muốn lên vừa rồi mùi hôi thối kia hương vị. Các ngươi từ nơi đó dọn tới. Ta tin tưởng những thứ này vàng hẳn là cũng đã bị cái kia mùi thối dính vào. Ta cũng không muốn động bọn hắn. Ngọc Độc vừa nghe xong Khalifa lý do cự tuyệt, biết vì cái gì, hắn đi lên trước. Nguyên lai là bởi vì mùi vị nguyên nhân. Ngọc Độc còn không có nói cho bọn hắn đây là dưới đất rời ra ngoài. Nọc độc ha 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 nở nụ cười, thế là đi tới trang kim tử cái dương bên cạnh, lấy ra một cái kim tệ, dùng cái mũi người một cái, đi tới Khalifa bên người, đưa tay đưa tới, mặt mũi tràn đầy cương chiều dáng vẻ nhìn xem nàng. Khalifa, ngươi nhìn ta cũng đã phóng trên mũi người, ngươi ngửi một chút, tiền này cũng là rất sạch sẽ, rất sạch sẽ, ngươi bị tê Châu lợi nói gạt, vừa rồi hai người chúng ta đi vào, phía trên chính xác chất đống đủ loại đồ kiểu đồ ăn nát cùng loại thịt, còn có một số chai rượu rất loạn. Chúng ta ngửi được mùi, chính là những thứ này đồ ăn nát tàn mát ra, nhưng mà Tê Châu lợi thật thông minh, thế mà cứ vậy mà làm một cái hốc tối, những vàng bạc này tài bảo toàn ở trong hốc tối lấy ra, các ngươi đừng có băn khoăn gì. Khalifa cùng Robin hai người nghe xong nọc độc nói những châu báu này tất cả đều là ở trong tối cách bên trong lấy ra, bọn hắn nhìn nhau một chút đối phương, trong lòng vẫn là có chút không tin nhưng nhìn nọc độc trong tay cầm kim tệ, kim quang lóng lánh, sĩ phân có sức hấp dẫn, vì để cho bọn hắn tin tưởng, nọc độc còn tại trên mũi của mình người một cái, không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn biết nọc độc người này rất lợi hại. Nhưng mà vừa rồi hắn nghe thấy đến cái kia gỗ mùi gây mũi, hắn cảm thấy nọc độc hẳn là cũng không thể chịu đựng được, dù sao nọc độc cũng đã nói, lúc trước hắn đi tới nơi này cái gian phòng, cũng không có trông thấy bên trong rốt cuộc là thứ gì. Liền đã bị cái mùi này cho hôn rời đi không có tiếp tục xem tình huống bên trong, bọn hắn cho rằng nọc độc tất nhiên có thể người cái này kim tệ, vậy đã nói rõ kim tệ hẳn là không mùi thối. Khalifa đi tới nọc độc bên người, đem nọc độc trong tay kim tệ cầm tới, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhưng nhìn trong dương từng cái chân chân thật thật kim tệ, cũng không phải đồ ăn, hắn ngẩng đầu nhìn nọc độc một mắt. Nọc độc hướng về nàng gật đầu một cái, Khalifa mới có dũng khí đem kim tệ phóng tới lỗ mũi mình người một cái, chính xác một điểm thúi hương vị cũng không có, hắn bây giờ mới yên tâm. Mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hương phấn, chạy tới trang kim tệ cái dương nơi đó, đem mỗi cái cái dương đều mở ra, càng xem những thứ này kim tệ tâm tình càng là hảo chúng. Còn có một số châu báu đồ trang sức, hắn cầm lên, không ngừng tại trên cổ của mình tí mang theo, nhìn xem Robin còn tại đứng một bên, hắn nhanh chóng thúc giục. Robin, người đang làm gì đó? Cái này kim tệ thật giống đại nhân nói, căn bản là không có túi hương vị, đã có hốc tối, người sợ cái gì? Mau lại đây, mau tới. Robin đối với những vàng bạc này châu báu không phải quá để ý, sở dĩ cùng nọc độc bọn hắn cùng một chỗ, cũng là bởi vì có nọc độc nguyên nhân, đến nỗi vàng bạc tài bảo, hắn cảm thấy chỉ cần đủ hoa liền tốt. Nàng chỉ là muốn tìm một cái núi dựa cường đại, để cho mình có thể trở nên cường đại, chỉ có nọc độc có thể làm được, tại trên biển này muốn sinh tồn, tự thân cường đại lên, mới có thể không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Cho nên Robin nhìn xem những vàng bạc này tài bảo không có quá lớn phản ứng, nhìn Khalifa hưng phấn như vậy mới chính mình, hắn không có cự tuyệt, đi tới Khalifa bên người, đem hắn trong tay cầm một cái dây chuyền chân châu cầm trong tay, bắt đầu thưởng thức. Chương 150, Ngọc độc đối với hiện lời hứa thả tế châu lợi. Ngọc độc nhìn xem hai người bọn họ bây giờ buông lỏng xuống, không còn giống vừa rồi lo lắng, Ngọc độc cười cười, liếc bọn hắn một cái, Tê Châu lợi thủ hạ đem trong hầm ngầm còn lại bốn dương vàng bạc châu báu, toàn bộ cũng đã đem đến đầu thuyền. Từng cái mệt đều thờ hỗn hền ngồi ở thuyền bong thuyền còn có nằm ở trên mặt đất, nọc độc nhìn xem trên mũi thuyền những vàng bạc này tài bảo, vui vẻ cười ha ha lấy, mặc kệ Tê Châu lợi là cảm thụ gì. Tế Châu lợi không có quên nọc độc lời nhắn nhủ sự tình, đã mệnh lệnh thủ hạ, đem thuyền hướng về nước hoa du xà hào phương hướng tới gần. Hai người bọn họ ở giữa cách khoảng cách cũng không phải quá xa, rất nhanh thuyền liền đã bầy ngay ngắn, trực tiếp đụng phải nước hoa du xà hào biên giới, thuyền lắc lư một cái, liền ngừng lại. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi những cái kia hải tặc liền biết, thuyền đã tựa vào nước hoa du xà hào bên cạnh, bọn hắn không dám chậm trễ thời gian, nhanh chóng đứng lên, bận rộn. Hải tặc thù hạ bọn hắn hết sức thông thảo, hai người đem ván cầu trực tiếp đặt ở hai cái thuyền ở giữa, còn lại những cái kia thù hạ, đem trên mũi thuyền những châu báu kia dương dơ lên, liền bắt đầu vận chuyển đến nước hoa du xà hào trên thuyền đưa đi. Những thủ hạ này nhìn xem bọn hắn tại những này châu báu, bị người trước mắt cướp đi, hết sức không phục, đều muốn thật tốt dạy dỗ một chút nọc độc bọn hắn, tại từ trong tay hắn nhận được những vàng bạc này tài bảo. Dù sao cái này cũng chỉ là nghĩ mà thôi, bọn hắn biết mình hải tặc đầu lĩnh đều phải nghe lệnh tại nọc độc, mấy người bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn thì có biện pháp gì, bằng bọn hắn năng lực của tự thân, căn bản là đánh không lại nọc độc bọn hắn. Cho nên những thứ này hải tặc thù hạ chỉ có thể nhận mệnh, đem một xương vàng bạc châu báu lương lào đảo, rất cẩn thận hướng về nước hoa du xa hào dọn tới. Hancock trông thấy những thứ này hải tặc thù hạ đến chính mình nước hoa du xa hào, hắn cũng là có chút tức giận, vừa muốn đi giáo huấn bọn hắn, lúc này nọc độc xuất hiện. Hancock, người đừng động thủ, người xem trước một chút trong tay bọn họ cầm đây đều là cái gì, động thủ lần nữa cũng không muộn. Hancock vừa nghe đến nọc độc trở về, nói để chính hắn xem là cái gì, hắn đi tới nọc độc bên người, có một cái thủ hạ, đem bọn hắn dơ lên vàng bạc châu báu dương trực tiếp đặt ở nọc độc bên người. Nọc độc ngồi sổ người xuống, đem cái dương vừa mở ra, Hancock xem xét, lại là nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, hắn đi tới trên mạn thuyền, hướng về mặt khác nhìn lại, liền phát hiện tê châu lợi trên thuyền, vậy mà thả mấy cái cái dương. Hắn rốt cuộc biết nọc độc dẫn Khalifa bọn hắn đã làm gì, kêu kiêu cùng cầu cầu bọn hắn nghe được âm thanh ồn ào, chạy ra. Nhìn xem nọc độc bên cạnh để châu báu cái dương, hương phấn đi tới, cầm lấy bên trong vàng, lại nhìn một chút, những thứ này hài tạc thù hạ trong tay, đều dơ lên mấy dương vàng bạc tài bảo, cầu cầu vui vẻ nhìn xem nọc độc. Đại nhân, thu hoạch của các ngươi thật là nhiều lắm ha, wow, nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, đủ chúng ta trên hoa thời gian thật dài. Cũng không có cái gì, chủ yếu công lao vẫn là dựa vào tê châu lợi, nếu như không phải hắn chủ động tới cửa tới, chúng ta làm sao lại nhận được nhiều như vậy vàng bạc tài bảo nha, ha ha ha, phải cảm ơn hắn ha. Ta mới không đi tạ bọn hắn, vẫn là người có thực lực. Nọc độc bọn hắn nhìn nhau đối phương cười ha ha, đem những vàng bạc này tài bảo trồng chất tại thuyền này bên ngoài cũng không được, nọc độc dẫn những thủ hạ này, đi tới một cái nọc độc tự nhận là rất bí ẩn một cái phòng. Trực tiếp làm cho những này hải tạc thủ hạ đem vàng bạc tài bảo đều đem đến bên trong. Rất nhanh, những thứ này hải tặc thù hạ liền đã đem tất cả vàng bạc tài bảo toàn bộ đều đem đến trên hương du xà hào nọc độc đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình nhìn xem tê trô lợi tha nhóm về tới trên thuyền của mình califa cùng robin hai người cũng đã trở về nọc độc nhìn xem tê trô lợi khoát tay áo đi tê trô lợi ta giữ lời nói tất nhiên những vàng bạc này tài bảo các ngươi cũng đã cho ta chuyển đến ta liền tha thứ các ngươi hiện tại các ngươi có thể đi không cần đi theo ta nữa nhóm bằng không mà nói ta sẽ không lại đối với người thủ hạ lưu tình, khen có quyết định ngươi cũng đã biết, ta cũng không muốn nói quá nhiều, chúc các ngươi một đường hào vận. Tế Châu lợi cùng bọn thủ hạ của hắn vừa nghe đến, ngọc độc bây giờ muốn thả bọn hắn, cho nên những thủ hạ này không nói hai lời, nhanh chóng về tới trên ghế lái, bắt đầu xuất phát, đem thuyền lái đi, hướng về trên biển đi thuyền. Ngọc độc bọn họ đứng ở thuyền nhìn xem Tế Châu lợi thuyền, từng chút một biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, ngọc độc mười phần thỏa mãn hài lòng nhìn xem hancock ở một bên ánh mắt một mực tại hướng về Tê trô lợi tha nhóm rời đi phương hướng nhìn xem giống như có chuyện gì nọc độc như là đã biết hancock muốn gia nhập vào nọc độc đoàn hải tặc nọc độc quyết định vẫn là phải chúc mừng một chút nhưng mà bây giờ cũng đều là vừa cơm nước xong xuôi nọc độc hướng về bên người califa mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn bọn hắn liền lập tức minh bạch là có ý gì mọi người cùng nhau bắt đầu vỗ tay hancock bị cái này tiếng vỗ tay cũng là kinh ngạc một chút quay đầu đi, nhìn bên cạnh mấy người vây quanh ở bên cạnh hắn, hắn không hiểu là chuyện gì xảy ra mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Chương 151, mỗi người đều có nọc độc đoàn hải tặc tiêu chí. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Làm sao đều nâng lên trưởng? Hancock, đương nhiên là hoan nghênh ngươi, đã ngươi đã quyết định gia nhập vào nọc độc đoàn hải tặc, vậy chúng ta cũng cần phải nhiệt liệt hoan nghênh ngươi, lần nữa nhận thức một chút, đúng hay không? Khalifa cướp nói hết lời vươn tay ra liền cùng Hancock nắm lên tay, bắt đầu lại lần nữa tự giới thiệu mình, giống như là thật là lần thứ nhất gặp mặt, cho Hancock làm cho cảm thấy tức buồn cười, lại cảm thấy trong lòng mình ấm áp, cũng là vươn tay ra, mấy người hết sức phối hợp. Không có bất kỳ người nào vạch trần, nọc độc cũng giống như bọn hắn đưa tay ra, cầm một chút Hancock tay, rất khách khí nói. Đúng vậy a à, Hancock hoàn nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta nọc độc đoàn hải tặc, nhưng mà... Ta cảm thấy ngươi nữ đế thân phận từ bỏ, ngươi không cảm thấy rất đáng tiếc sao ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức hơn nữa không giống như là ngươi cung điện hưởng thụ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon hancock căn bản cũng không quan tâm những thứ này hắn bây giờ quan tâm nhất cũng chỉ có nọc độc hắn đối với chính mình thái độ gì chỉ cần nọc độc hoan nghênh hắn hancock ở nơi nào đều cảm thấy là vui vẻ hắn mặc dù nghĩ trong lòng như thế hay không có ý tốt biểu lộ ra mặt mũi tràn đầy bộ dáng khinh thường nữ đế ta làm nhiều năm như vậy, cảm giác còn không có tại trong nọc độc đoàn hải tạc trong khoảng thời gian này vui vẻ. Mặc dù tiền hô hậu ủng đều rất tôn trọng ta, nhưng mà ta vẫn khá là yêu thích làm hài tạc cảm giác, càng làm cho ta cảm thấy vui vẻ. Cho nên, về sau liền thỉnh đại nhân chỉ giáo nhiều hơn, cũng phải đem ta bồi dưỡng thành califa. Robin bọn hắn như thế tương đương lợi hại nữ đội viên. Khalifa nhìn xem Hancock nói ngược lại là rất tiêu sái, vậy mà không muốn lại làm nữ đế hắn vừa rồi ngồi ở nước hoa rắn truyền số trong cung điện đều cảm thấy loại cảm giác này để cho người ta hết sức hảo muốn so khi công chúa cảm giác còn cao quý hơn tất cả mọi người tại chính mình dưới trướng nhìn xem hancock vậy mà khinh thường với lại làm nữ đế hancock ngươi thực sự là làm qua nữ đế người không giống nhau nha giống chúng ta loại này chưa từng có giống như ngươi tiền hô hậu ủng thị vệ vây quanh ở bên cạnh muốn loại cuộc sống này cũng không chiếm được ngươi thật sự chính là cùng người khác không giống nhau nha bất quá có thể có người như thế một cái đội viên, ta cũng là vô cùng hoan nghênh. Vừa rồi nọc độc mấy người bọn hắn còn tưởng rằng Khalifa sẽ nói ra một chút lời quá đáng, cũng là ở một bên lo lắng, không có ai đi ngăn cản hắn, nhưng mà nghe xong nàng một câu cuối cùng nói lời, mấy người cũng yên lòng. Cũng là bọn hắn suy nghĩ nhiều Khalifa bây giờ kích động đi tới hang cóc bên người, ôm hắn một chút, giống hang cóc loại này có thể lựa chọn nhân sinh, cũng thật là để cho người ta hạn mộ không thôi, Giống như hắn loại này nữ đế sinh hoạt lại có mấy người không hy vọng trải qua cuộc sống như vậy. Cũng chỉ có nữ đế bản thân, bây giờ vì nọc độc có thể bỏ qua những thứ này, nếu như không có nọc độc, hắn vẫn sẽ hy vọng chính mình vẫn là cái kia cao quý nữ nhân, vì nọc độc bỏ đi đây hết thảy. Nọc độc nhìn xem bọn hắn bây giờ cũng không có bất kỳ nguy hiểm, hàng cóc mấy người bọn hắn ở một bên vui vẻ trò chuyện, nọc độc lúc này cũng như tới tới, tất nhiên Hemcock đã gia nhập bọn hắn đoàn hài tặc vẫn còn cần cho hắn cơ thể rót vào một chút dịch nhờn để cho Hancock tại chính mình dịch nhờn dưới thao túng học được càng nhiều kỹ năng đến lúc đó có thể trong chiến đấu thật tốt bảo vệ mình cho nên nọc độc đi tới Hancock bên người mặt mũi tràn đầy cưng chiều dáng vẻ vươn tay ra Hancock người đưa tay qua đây Hancock nghe không hiểu nọc độc đây là ý gì Tại sao phải để chính mình đem bàn tay đi qua hắn do dự một chút cũng là trên dưới đánh giá nọc độc lúc này nọc độc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà lúc này califa mấy người bọn hắn ở chỗ này thế nhưng là rất rõ ràng chỉ cần gia nhập đoàn hải tặc mỗi cái nữ đội viên đều biết nhận được một chút nọc độc dịch nhờn cho nên califa mấy người bọn hắn đã nhìn ra hắn bây giờ do dự califa tiến lên nhanh chóng lôi hancock tay đưa về phía nọc độc một bên khuyên giải lấy hancock người không cần sợ hãi cái này cũng là muốn gia nhập vào nọc độc đoàn hải tặc bên trong nhất định phải tiếp nhận nọc độc trong thân thể dịch nhờn có thể tại trong thân thể của ngươi cùng ngươi cùng một chỗ cùng tồn tại hắn sẽ để cho trong thân thể ngươi trái ác quỷ năng lực càng thêm có thể đề thăng tự thân kỹ năng califa mấy người bọn hắn nói hết lời không hẹn mà cùng đem cánh tay đều đưa ra ngoài mỗi người bọn họ trên cánh tay đều có một cái tiêu ký đây đều là nọc độc dịch nhờn tại trong thân thể của hắn tự nhiên sinh ra một loại ký hiệu chỉ có bọn hắn đoàn hải tặc mới có Nọc độc cũng không có trực tiếp đi cho Hancock trong thân thể phóng thích dịch nhờn, để cho Hancock tin tưởng một chút tại sao mình muốn làm như thế, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện đưa tay qua đây. Lúc này Hancock nghe xong Califa giảng giải, hắn bây giờ đã minh bạch, nhìn xem nọc độc ở một bên, một câu nói đều không nói, liền giảng giải cũng không cho chính mình giảng giải, Hancock không hiểu. Nhưng nhìn Califa mấy người bọn hắn, tất nhiên có thể tăng cường chính mình trái hắc quỷ năng lực, hắn đương nhiên là vô cùng vui vẻ, Hancock cũng không ở suy nghĩ nhiều, nắm tay dao cho nọc độc trên tay làm. mươi 152, dịch nhờn là nọc độc trong thân thể một bộ phận. Chủ nhân đến A, à, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa rồi ta chỉ là không rõ người muốn làm gì không nghĩ tới trở thành nọc độc đoàn hải tặc một thành viên, còn muốn làm những thứ này. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng không có nghe các ngươi nói qua, các ngươi công tác bảo mật, làm thật sự chính là rất tốt. Nọc độc nhìn xem Hancock, bây giờ cũng đã cam tâm tình nguyện đem bàn tay đi qua, đã hiểu, dịch nhờn tiến vào trong thân thể, cũng sẽ không mang đến cho hắn tổn thương, cam tâm tình nguyện vươn tay ra, nọc độc đem tay của mình đưa tới, vừa cùng hắn giảng giải. Chúng ta đây không phải giữ bí mật, chỉ bất quá, ngươi cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua nha. Chúng ta làm sao có thể nói cho ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng, bọn hắn những người này vì cái gì ở trên biển, có thể đánh thắng được nhiều như vậy hải tạc đầu lĩnh, Đương nhiên là từ ta dịch nhờn ra chỉ. Mặc dù tình cờ sẽ xuất hiện nhỏ ngoài ý muốn, cũng tỷ như hôm nay, đó cũng là đối phương thật sự là quá giàu hoạt rồi. Ở trước mặt trực tiếp cùng califa bọn hắn đánh, tiểu hắc căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Nọc độc vừa cùng hắn giải thích, lúc này từ cánh tay hắn bên trong liền xuất hiện màu đen dịch nhờn. Theo nọc độc cánh tay trực tiếp liền tiến vào đến hem cóc trên cánh tay, Hemcock nhìn xem loại này màu đen dịch nhờn cũng là có chút chán ghét, mặt mũi tràn đầy bộ dáng ghét bỏ. Không ngừng đang lắc lư cánh tay, muốn hất ra trên tay cái này màu đen dịch nhờn, nọc độc tay một mực tại nắm lấy hắn, nếu như hen cóc một mực phản kháng như vậy, dịch nhờn liền không khả năng cùng hắn dung hợp. Ở một bên califa mấy người bọn hắn đã nhìn ra, hen cóc mặt mũi tràn đầy bộ dáng ghét bỏ, cũng là ở một bên khuyên hắn không nên tùy tiện loạn động. Hen cóc, người không cần lo lắng, đây quả thật là không có cái gì chỉ cần hắn bám vào đến ngươi trong thân thể. Bị thân thì ngươi hấp thu, ngươi căn bản liền sẽ không lại nhìn thấy loại vật này. Thứ này đến cùng là cái gì? Vì cái gì tiếp cận như vậy? Thật buồn nôn á. À. Hancock mặt mũi tràn đầy ghét bỏ một mực đang nói lấy. Cái này dịch nhờn rốt cuộc có bao nhiêu khó mà hình dung ác tâm. Nọc độc nghe cóc nói lời như vậy. Những thứ này dịch nhờn chính là nọc độc trong thân thì một bộ phận. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm một bên hướng về trong thân thể của hắn tiêm vào lấy dịch nhờn, vừa cùng hắn nói. Cái này dịch nhờn còn để cho người ta buồn nôn như vậy sao? Kia thật là xin lỗi, cái này dịch nhờn chính là ta trong thân thể một bộ phận, người hẳn là không thấy ta chân thực hình dạng A, nếu như ngươi nhìn thấy, xem ra ngươi cũng sẽ rất thất vọng. Người tốt nhất vẫn là thành thật một chút ham ngoan ngoãn, muốn gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc, đây đều là nhất định phải kinh nghiệm quá trình, ta cái này cũng cũng là vì tốt cho ngươi lúc này hancock vừa nghe đến nọc độc nói như vậy lập tức kinh ngạc lên hắn không còn dám động vừa nghe đến cái này dịch nhờn chính là hắn hắn hướng về bên người mấy cái califa mấy người nhìn sang califa bọn hắn hướng về hancock gật đầu một cái bây giờ hancock mười phần hối hận vừa rồi chính mình thế mà như thế căm ghét những thứ này màu đen dịch nhờn hắn cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy nọc độc rốt cuộc là tình hình gì bây giờ nhìn nọc độc cái này hình dạng suy nghĩ lại một chút cái này dịch nhờn căn bản cùng nọc độc không liên lạc được cùng nhau đi. Nhìn bên cạnh Khalifa mấy người bọn hắn cũng đã rất xác định nói cho hắn, hắn cũng không thể dám lại loạn động cùng hoài nghi. Lúc này ghé vào Hancock trên thân thể dịch nhờn, bây giờ trong nháy mắt cùng Hancock dung hợp, giống như có thể cảm giác được Hancock cảm xúc, nhìn xem tâm tình của nàng bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Tất cả dịch nhờn cũng đã tiến vào trong thân thể của hắn, cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Nọc độc nắm tay thu hồi lại, Hancock chỗ cánh tay, lúc này cũng đã xuất hiện giống như califa bọn hắn trên cánh tay tiêu chí nguyên bản hancock còn tưởng rằng bọn hắn là cánh tay dấu hiệu là khắc lên nhưng là bây giờ xem ra cái này nguyên lai like là dịch nhờn cùng mình cơ thể dung hợp mà xuất hiện tiêu chí hắn bắt đầu thưởng thức trên cánh tay mình cái này đồ văn lấy tay trả sát xác định xoa không xong đi hancock người cũng không cần ở nơi đó co qua cọ lại cái nhãn hiệu này là không thể rơi trừ phi trong thân thì ngươi dịch nhờn cùng ngươi phân ly cái ký hiệu này mới có thể trong nháy mắt tiêu thất, người bây giờ có thể thử xem, trong thân thể ngươi bây giờ có thay đổi gì. Hancock nghe được nọc độc nói như vậy, hắn nhớ tới tới vừa rồi 10% phần chán ghét những thứ này dịch nhờn, chính mình nói tới những lời kia, hắn bây giờ nào có tâm tình đi thử nghiệm trong thân thể mình năng lực đến cùng có hay không cao cường. Bây giờ duy nhất muốn việc làm, chính là muốn cùng nọc độc xin lỗi, hắn nhanh tới đây đến nọc độc bên người, lấy tay tiếp tục nọc độc cánh tay, nũng nịu nói, đại nhân, ngươi không cần giận ta, mới vừa rồi là ta nói sai lời nói, ngươi cũng biết ta có bệnh thích sạch sẽ, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại vật này, ngươi không cần giận ta, ta vì ta vừa rồi nói lời nói giải thích với ngươi. Không sao, ta không có sinh khí, giống các ngươi có loại phản ứng này hết sức bình thường, bởi vì không chỉ có là ngươi có loại phản ứng này, nữ đội viên bên trong có mấy người cũng là giống như ngươi, tương đối chán ghét. Ngoại trừ bên cạnh ta Khalifa mấy người bọn hắn ngoại trừ. Nam Y ngay từ đầu nhìn thấy ta lúc đầu hình dạng. chương 153, dịch nhờn làm cho trai ác quỷ năng lực tăng cường. Cũng là hết sức không thích, đi, chúng ta cũng không cần trò chuyện những thứ này. Bây giờ tất nhiên dịch nhờn cũng tại trong thân thì ngươi dung hợp. Vậy ngươi không bằng thử một lần, nhìn xem ngươi năng lực có biến hóa gì hay không. Nhìn thấy nọc độc bây giờ một chút cũng không có sinh khí, hắn cũng yên lòng, còn tưởng rằng chính mình vừa rồi nói những lời kia, sẽ bị nọc độc ghét bỏ chính mình quá mức bệnh thích sạch sẽ. Nhưng nhìn nọc độc bây giờ, nhìn mình từ đầu đến cuối cũng là một bộ cười bộ dáng, không có một điểm sinh khí, hắn cũng yên lòng, nhìn xem nọc độc một mực tải thúc giục hắn nhanh chóng sử dụng kỹ năng, hắn cũng không có chậm trễ thời gian. Nhìn chung quanh bốn phía một cái đồ vật, hắn phát hiện tại trong khắp ngõ ngách, thả ở một cái cây lau nhà, hắn hướng về cái hướng kia vung tay lên, trong nháy mắt cây lau nhà liền đã hóa đá, trực tiếp liền vỡ vụn. Trước đó Hemcock chỉ có thể để cho đồ vật trong nháy mắt hóa đá, nhưng mà muốn nát bấy, hắn còn cần sử dụng một chút sức mạnh mới có thể trong nháy mắt bị hóa đá đồ vật cho đánh nát. Nhưng là bây giờ lại khác, Hemcock nhìn mình bây giờ lại sử dụng kỹ năng, uy lực có biến hóa, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy bộ dáng kinh ngạc, không dám tin vào hai mắt của mình, lại nhìn một chút. Trông thấy ở một bên có một cái thùng nước, hắn hướng về cái hướng kia vươn tay ra, trực tiếp cái kia thùng liền đã hóa đá trong nháy mắt biến thành bột phấn. Hắn nhìn mình đều là vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới thật sự chính là giống califa bọn hắn nói một dạng, cùng nọc độc dịch nhường dung hợp lại cùng nhau, vậy mà có thể phát huy ra, muốn so bản thân mình sức mạnh còn cao cường hơn năng lực. Hắn bây giờ hương phấn lên, hai tay kéo nọc độc cánh tay, nhìn xem nọc độc rất là cảm tạ. Đại nhân, ngươi dịch nhờn thật là thật lợi hại, nếu như ta thử xem đánh vào địch nhân trên thân, vậy bọn hắn không lập tức liền biến mất sao? Ta trời ơi, đã vậy còn quá lợi hại, ta thử lại thử một lần. Khalifa nói hết lời, đem hai cánh tay hướng về trên thuyền để một chút công cụ liền bắt đầu sử xuất hắn hóa đá kỹ năng, không có điểm đến một chỗ, đều trong nháy mắt biến mất. Nọc độc vừa nhìn thấy Hancock bây giờ kích động như vậy dáng vẻ, nếu như lại tiếp tục để hắn như thế thử xuống đi mà nói, xem ra trên thuyền điểm này nhân viên vệ sinh cỗ cũng liền đều để hắn cho lộng không còn. Hiện tại bọn hắn còn tại trong biển, có còn như vậy bệnh thích sạch sẽ, vãn nhất những công cụ này cũng không có, đến lúc đó hẳn là dùng cái gì đồ vật đi quét dọn vệ sinh nha, cho nên nọc độc mau tới phía trước ngăn cản lấy Hancock. Hancock đi, ngươi không cần chơi, ngươi nhìn một chút trên thuyền này những thứ này đồ lau nhà cùng thùng nước, cũng đã bị ngươi cho hóa đá phá hủy, nếu như ngươi còn như vậy, ngươi cũng là không muốn để cho thuyền của chúng ta sạch sẽ sao. Nếu như ngươi muốn thử mà nói, không bằng dạng này có cơ hội gặp lại địch nhân gì trước hết nhất nhường người tốt nhất không tốt. Người bây giờ hay là muốn luyện một chút trụ cột, người đừng tưởng rằng trong thân thì người có ngọt ngào năng lực trái cây. Chỉ bằng lấy hai cánh tay điểm điểm này cái này, liền có thể tiêu diệt địch nhân, dù sao mỗi một cái hải tặc đầu lĩnh đều không phải là như vậy nhu nhược, đứng tại chỗ bị người đánh, không né tránh hen cóc đang làm phép lực tay, bị nọc độc bây giờ cũng là cho ngăn trở hắn còn không có chơi chán, nhìn thấy nọc độc nói như vậy, hen cóc cảm thấy nọc độc nói hoàn toàn là rất đúng nhưng mà hắn cho là mình không chỉ là có hóa đá kỹ năng, còn có hôn thương, những thứ này hoàn toàn có thể đem đối phương tiêu diệt, cho nên hắn bây giờ mười phần tự tin nhìn trước mắt nọc độc, nói ra ý nghĩ của mình. Đại nhân, sẽ không có chuyện gì, ta bây giờ đi thử xem trong biển ca A, như vậy, liền không sẽ không đả thương đến chúng ta trong thuyền bất cứ vật gì, đến nỗi ngài lo lắng sự tình, ta cảm thấy không có vấn đề gì nha. Người cũng không nên quên, ta còn có hôn thương, chỉ cần ta đem đối phương mê hoặc, vậy ta đây hóa đá kỹ năng đều không thể tại trên người của bọn hắn dùng tới sao. Hơn nữa, ta ngọt ngào cam gió cũng không kém, chắc chắn sẽ để bọn hắn trong nháy mắt biến mất ở chúng ta trước mắt. Nọc độc nhìn xem Hancock bây giờ còn muốn đi cầm trong biển cá thử một lần, hắn thật sự chính là nhàm chán, liếc mắt nhìn, nọc độc quay đầu đi nhìn xem trong biển bốn phía ở bên cạnh họ bơi qua bơi lại những cái kia hải ngư. Nọc độc cảm thấy hắn muốn sử dụng kỹ năng đi đánh bọn hắn tốt, cũng không có ý định đi ngăn trở. Nhìn xem Hancock tự tin như vậy, đem chính mình kỹ năng toàn bộ nói ra. Nọc độc cũng không muốn cùng hắn tại cái này lải nhải, tất nhiên chính mình cũng đã đem lời nói để cho hắn đi thật tốt huấn luyện. Hắn không nghe, tự cho là hắn rất lợi hại, Nọc độc lắc đầu, cũng không ở tiếp tục khuyên hắn, quyết định đem chuyện này vẫn là giao cho Califa, mấy người các nàng nữ nhân tốt hơn. Nữ nhân ở giữa vẫn là hiểu rõ đối phương, chỉ có Califa bọn hắn có thể thuyết phục Hancock, Nọc độc buông tay ra đi Hancock, người muốn đi cầm ca thí luyện, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, người muốn đi, liền đi đi, ta thế nhưng là muốn phải nghỉ ngơi một chút, chúng ta đường phía trước còn rất xa, ta cảm thấy không bằng các ngươi đều về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Hancock vừa nghe đến nọc độc đã đồng ý, hắn cũng không có nghe nọc độc cuối cùng nói lời, đi tới trong nước, liền bắt đầu hướng về những cái kia hải ngư công kích. Trường 154, Hancock phát hiện kỹ năng ở trong biển không cần hắn sử xuất nụ hôn của mình thương nhưng mà đánh hai cái căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng tại trên thân cá căn bản cũng không dễ dùng hắn nhớ tới tới chính mình kỹ năng này chỉ có bị chính mình hấp dẫn nhân tài dễ dùng hắn nhanh chóng đổi một cái khác kỹ năng tù binh chi kiếm kiếm này vừa ra ở trong nước trong nháy mắt biến mất mặc dù tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều nhưng mà những con cá kia chỉ thương một hai đầu căn bản là không có đem bọn hắn hóa đá hơn nữa uy lực to lớn giảm bớt Hancock nhìn mình thi triển những kỹ năng này, như thế nào trên thuyền cùng trong biển hoàn toàn không giống. Hancock mặt mũi tràn đầy nghi vấn quay đầu đi, muốn đến hỏi nọc độc mấy người bọn hắn một chút gì tình huống, nhưng mà xoay người sang chỗ khác nhìn xem nước hoa rắn trườn số đầu thuyền, đã không có nọc độc thân ảnh của bọn hắn. Hancock bây giờ cũng không có biện pháp, bình thường sử dụng kỹ năng, nhanh chóng bơi về đến trên có nước hoa rắn trườn hào, dự định đi hỏi một chút nọc độc nọc độc cùng califa mấy người bọn hắn hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến, cùng bên người califa mấy người bọn hắn cũng giao phó. califa Robin, các người có mấy người nghe, chờ một lát Hancock trở về, các người nhất định định phải thật tốt khuyên một chút Hancock, không nên bởi vì kỹ năng tăng lên, liền cho là hắn đánh đầu thắng đó. Các người cũng là tới người, hẳn là cũng đều biết, cái này dịch nhờn trong thân thì cũng là cần cùng hắn phối hợp với nhau ăn ý, mới có thể đem kỹ năng xuất ra cực hạn Califa mấy người bọn hắn đương nhiên biết rõ nọc độc nói đến cùng là cái gì. Vừa rồi trông thấy nọc độc cùng hen cóc hai người bọn họ ở nơi đó nói chuyện, hắn cũng không có lên phía trước ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ hen cóc tính khí, dù sao cũng là làm qua nữ đế tính khí lớn, không nghe người ta khuyên cao đó cũng là bình thường. Hết sức tùy tính, không nghe chỉ huy đây đều là tại trong dự liệu của bọn họ, nhìn xem nọc độc tất nhiên giao cho bọn hắn nhiệm vụ như vậy, Khalifa bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút đối phương, Robin đi ra phía trước, nhìn một chút phía sau Khalifa, mấy người bọn hắn bây giờ trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Không có người muốn đi cùng Hancock nói chuyện này, nhưng mà Robin suy nghĩ một chút, nọc độc vậy mà an bài bọn hắn đi làm chuyện này, nếu như bọn hắn vi phạm với nọc độc, hay là không giúp đỡ, hắn cũng là hơi quá ý không đi cũng là một cái đoàn đội, bình thường Hancock nhân phẩm cũng không tệ, hắn vẫn là hy vọng có thể trợ giúp hắn. Đại nhân, người yên tâm chuyện này liền quấn ở trên người của ta ta sẽ cùng califa mấy người bọn hắn cùng đi khuyên Hancock, nàng cái này nữ đế tính cách hay là muốn từ từ đổi ngài không cần quá để ý tính tình của hắn vậy thì làm phiền ngươi robin ân các ngươi có mấy người liền hào hào khuyên hắn một chút ta liền đi về trước nghỉ ngơi ta vừa rồi tại tìm phòng bếp thời điểm đã tìm được một cái thích hợp ta gian phòng các ngươi có mấy người đều lên hang cóc phòng ngủ đi nghỉ ngơi a còn lại những thứ này gian phòng mặc dù sạch sẽ, dù sao cũng là một chút thù hạ chỗ ở, các người có mấy người ở, vẫn là rất không thích hợp, bái bai, ta trước hết nghỉ ngơi. Nọc độc nói dứt lời, quay người liền đi tới lúc trước hắn chọn chúng cái kia trong khoang thuyền đi vào, giữ cửa trực tiếp đóng lại, califa bọn hắn trông thấy nọc độc đi ngược lại là rất nhanh, bọn hắn còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng mà đã ngừng lại, không nói nữa. Liền mấy người này bây giờ dự định lúc sắp đi, Hancock ở phía sau hướng bọn họ hô lớn một tiếng. Califa, các người có mấy người chờ ta một chút, đại nhân ở địa phương nào, các người biết không? Califa mấy người bọn hắn vừa nghe được Hancock gọi hàng đều ngừng xuống, không hẹn mà cùng xoay người sang chỗ khác nhìn xem Hancock bây giờ mặt mũi tràn đầy nóng nảy bộ dáng, tại hướng về bọn hắn hô to. Bọn hắn không biết Hancock rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhìn vừa rồi nhìn xem nọc độc cũng là thật là vây lại, cho nên califa mau tới phía trước lấy tay đặt ở bên miệng, để cho Hancock nói nhỏ thôi. Hancock, người nói nhỏ chút nói chuyện, người qua đây ta cho người biết, đại nhân ở địa phương nào. Hancock nhìn xem califa thận trọng nói chuyện, không biết là vì cái gì, nhưng mà hắn cũng không nói lời nào, nhanh chóng chạy tới califa bên cạnh của bọn hắn, đi theo đám bọn hắn đi một khoảng cách, califa mới yên tâm cùng hắn nói chuyện thuần. Đại nhân đi nghỉ ngơi, ngay mới vừa rồi chúng ta rời đi gian phòng kia. Hancock vừa nghe đến nọc độc bây giờ lại chạy tới thủ hạ gian phòng đi nghỉ ngơi, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ nọc độc cao quý như vậy người, đi thủ hạ gian phòng, hắn quay người phải đi tìm nọc độc, để cho hắn bên trên gian phòng của mình đi nghỉ ngơi, nhưng mà bị kẹt líp pha mấy người bọn hắn truy ở cánh tay. Người muốn làm gì Hancock, đại nhân là thân phận gì, sao có thể nhường nàng ở tại thuộc hạ gian phòng đâu. Ta bây giờ đem chủ nhân tìm ra, nhường hắn bên trên gian phòng của ta nghỉ ngơi gian phòng của ta là rất lớn, hơn nữa giường của ta hoàn toàn có thể ở lại mấy người chúng ta. Mấy người bọn hắn bị kẹt lip pha nói lời cũng là choáng váng, bọn hắn tại sao có thể ngủ ở trên một chiếc giường, dạng này đều không tiện, mặc dù trong lòng bọn họ riêng phần mình, có ý tưởng của họ, vậy mà nọc độc đã lựa chọn như vậy. mươi 155, Califa không tin Hancock mà nói. Chính là không muốn xảy ra chuyện như vậy, cho nên Hancock bọn hắn mau đem Hancock cho kéo đi đi hancock người bây giờ nói cái gì đó chẳng lẽ đại nhân ý tưởng gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao nọc độc tất nhiên không trên nơi đó ngươi lại là có cái gì tốt lo lắng đi nhanh lên đi ngươi không phải còn có chuyện sao tìm đại nhân có chuyện gì không bằng trước tiên cùng chúng ta nói một chút nhìn ta một chút có thể hay không giúp ngươi giải quyết bên người califa mấy người bọn hắn tại lôi chính mình hắn cảm thấy califa bọn hắn nói đều không sai lại lúc không tiện hắn cũng không có cố chấp nữa muốn nọc độc đi phòng ngủ của hắn đi nghỉ ngơi. Đi theo califa mấy người bọn hắn hướng về phòng ngủ của mình phương hướng đi đến, vừa cùng mấy người bọn hắn nói một lần, vừa rồi hắn ở trong biển truy sát những cái kia hải ngư tình huống. califa đối với Hancock những thứ này chất vấn, hắn căn bản cũng không tin tưởng có nọc độc dịch nhường ra trì, căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên Khalifa ngừng lại, nhìn xem Hancock mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Hancock, ta cảm thấy ngươi vẫn là không có thật tốt đi cùng nọc độc dịch nhờn dung hợp, cho nên mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, không thể đánh giết trong biển cá, ta bây giờ liền đi thử một lần. Ta thế nhưng là cùng dịch nhờn dung hợp là vô cùng tốt, hơn nữa ta đều đã bế quan luyện hơn một năm, kỹ năng của ta thế nhưng là tăng trưởng không thiếu, hiện tại các ngươi mấy người ở đây nhìn xem, ta là như thế nào bắt được những ca này. Ngươi chờ một chút Khalifa, đừng xung động, Nico Robin muốn lên tiến đến ngăn cản Khalifa vừa vươn tay ra, phải bắt được hắn, nhưng mà Khalifa tốc độ quá nhanh, đã từ nước hoa rắn trần hào nhảy xuống biển, Hancock cũng là hoài nghi đến cùng phải hay không bởi vì chính mình nguyên nhân. Cho nên bắt không được trong biển cá, hắn còn có cầu cầu mấy người đã chạy đến bong tàu phía trước, hướng về Khalifa bơi qua phương hướng nhìn lại, lúc này Khalifa, hắn nhìn mình bên cạnh vây quanh nhiều loại con cá. Hắn trực tiếp ngừng ở cây san hô nơi ở ẩn phương, con mắt vờn quanh bốn phía một chút, những cá này căn bản là không có phát giác có nguy hiểm tồn tại, còn tại tự do tự tại bơi lên, Khalifa khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, suy nghĩ buổi tối hôm nay lại có cá ăn. Hai tay của hắn giao nhau, miệng mong niệm lên chú ngữ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một đầu đèn lồng cá nhìn sang, theo hai tay của hắn khép kín, tại san hồ trên cây trực tiếp liền xuất hiện khá một chút mấy cái cánh tay. Những cánh tay này tại Khalifa điều khiển, hướng về những cá kia liền bắt tới bình thường ở bên ngoài muốn chào bất kỳ vật gì, đó cũng là dễ như chờ bàn tay, chỉ cần tại Khalifa trong tầm mắt, bất kỳ vật gì đều trốn không thoát. Ngay cả trên bầu trời bay chim chóc cũng trốn không thoát, nhưng mà không nghĩ tới hắn lúc này một cái tay, hướng về đèn lồng cá phương hướng chụp tới, không nghĩ tới đèn lồng cá liền chạy trốn, Khalifa không dám tin vào hai mắt của mình, thế là hắn lại thử một cái chào cái khác cá. Cuối cùng hắn cuối cùng bắt được một cái, tại trong nước này tốc độ bơi đến chậm nhất một loại ẩn tàng cá, mà loại cá này bình thường chỉ có thể bơi vào trong đống cát, tiến hành ẩn tàng. Hai con mắt cũng là chôn dưới đất mặt, căn bản cũng không có thể sẽ phát hiện bên ngoài bất kỳ nguy hiểm, cảm giác của bọn hắn năng lực cũng là rất kém cỏi. Khalifa bắt được đầu này rất làm thịt cá. Hắn căn bản cũng không hài lòng, trực tiếp đem hắn song sinh hoa thu hồi lại, cũng là có chút tức giận, hắn phát hiện đúng là trong nước này, để cho hắn kỹ năng không cách nào bình thường thi triển đi ra. Hắn tin tưởng Hancock lời mới vừa nói, Căn bản là không có lừa hắn, Khalifa cũng chỉ có thể không công mà lui, hướng về nước hoa rắn trần số phương hướng bơi đi, đứng tại trong thuyền cầu cầu mấy người cũng đã nhìn thấy Khalifa 3 phần 5 lần thất bại bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đã nói cùng ta không luyện cơ sở không có quan hệ a, à. Khalifa mới vừa rồi còn rất tự tin nói hắn có thể bắt được đâu, cái này không phải cũng chính là bắt được một đầu sao? Robin ở một bên, cũng là cảm thấy kỳ quái không tự chủ lấy tay đẩy một chút mắt kính của mình, suy nghĩ vừa rồi Khalifa đang thi triển năng lực thời điểm, cùng bình thường là giống nhau. Như thế nào tranh lệch lớn như vậy, tính công kích vậy mà chậm nhiều như vậy, hắn lắc đầu, cũng là có chút không tin, tung người nhảy lên, cũng bơi đến trong nước. Hắn vươn tay ra, từ trong ngón tay của hắn liền xuất hiện mấy vạn cái bong bóng, trực tiếp đem quanh thân cá bao bọc tại cùng một chỗ, hắn phát hiện mình kỹ năng, tại trong nước này cũng không có mất đi bất kỳ tác dụng gì nhưng mà califa cùng Hancock là chuyện gì xảy ra hắn quay đầu hướng về nước hoa rắn trườn hào bên trên mấy người nhìn lại califa cũng đã bơi tới trên thuyền nhìn thấy robin vậy mà có thể sử dụng kỹ năng mấy người bọn hắn đều kinh ngạc a à một tiếng nọc độc đang trong khoang thuyền nằm đang tại nhắm mắt dưỡng thần chưa có hoàn toàn ngủ vừa nghe được bên ngoài mấy người nữ nhân lại hô to một tiếng nọc độc lắc đầu nhanh chóng ngồi dậy vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương lười biếng đem cửa buồng mở ra đi ra, tà hữu đều thấy một chút, phát hiện mấy người nữ nhân bọn họ tại gian phòng của mình cũng bất quá 300 mét, nhìn xem bọn hắn ở đó sứt đầu mẻ chán, cũng không biết đang nói cái gì. mươi 156, cầu cầu mấy người tiếng ồn ào đem nọc độc đánh thức. Nọc độc ánh mắt cũng là có chút không mở ra được, nhưng mà mạnh lặng lẽ, đã đến mấy người bọn hắn sau lưng, hèn cóc bọn hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Căn bản là không có phát hiện nọc độc đã đi tới bên cạnh bọn họ, còn tại nghiêm túc thảo luận. Các ngươi ở đây nói cái gì đó? Vừa rồi lại đã xảy ra chuyện gì, đem ta đều đánh thức? A, à, califa mấy người bọn hắn là bây giờ không hẹn mà cùng hô một tiếng. Cũng là sợ hết hồn, đột nhiên, đằng sau có nam nhân tiếng nói tương đương, bọn hắn không biết là ai xoay người sang chỗ khác xem xét là nọc độc, mấy người cũng liền buông lỏng xuống, lấy tay không ngừng đang vuốt ve trước ngực của mình, hóa giải một chút chính mình vừa rồi hù dọa cảm xúc, đại nhân, người đi đến âm thanh như thế nào an tĩnh như vậy? mấy người chúng ta vậy mà không ai phát giác được ngươi tới bên người chúng ta thực sự là dọa chúng ta nọc độc không nghĩ tới chính mình nói một câu nói vậy mà lại cho bọn hắn dọa thành cái dạng này cũng đã bị dọa đến hoa dung thất sắc tiếp đó hắn cười ha ha lấy mới vừa rồi còn rất buồn ngủ bây giờ cũng là bị tiếng la của bọn họ cho sợ đến đã tinh thần không còn vây khốn nọc độc thật tò mò bọn hắn cơ nữ nhân vậy mà không có đi nghỉ ngơi ở đây châu đầu ghé tai trò chuyện Nọc độc cũng là hiếu kỳ, đến cùng sự tình gì có thể để bọn hắn không chú ý bên cạnh mình tình huống, bình thường mấy người bọn hắn là 10 phần cảnh giác. Địch nhân ở hắn cách bọn họ có một khoảng cách thời điểm, bọn hắn cũng có thể rất nhanh phát hiện, nhưng mà hôm nay đây là thế nào, hắn có chút dáng vẻ bất đắc dĩ, nhìn một chút hết thảy mọi người biểu lộ. Các ngươi rốt cuộc đây là thế nào, đến cùng trò chuyện gì vậy, nói chuyện nhập thần như vậy, trả lại cho các ngươi hù dọa vậy các ngươi mới vừa rồi còn cho ta hù dọa đâu ta ở bên trong đang ngủ ngon giấc người nói các ngươi mấy người tại ngoài này lớn tiếng la lên ta còn tưởng rằng có nguy hiểm gì đâu ta không có tìm các ngươi tính sổ sách ngươi còn ngược lại chất vấn ta có phải là có chút quá quá phận rồi hay không nọc độc không nghĩ tới bọn hắn cơ mấy người ở bên ngoài tán gẫu nói chuyện vậy mà lại đem nọc độc đánh thức bọn hắn nhìn nhau phía dưới đối phương cầu cầu cũng biết là lỗi của bọn hắn cùng nọc độc không có quan hệ vừa rồi nọc độc trở về gian phòng thời điểm, liền nói chính mình buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc bây giờ bị bọn hắn đánh thức, hắn cũng cảm thấy vậy hết sức xin lỗi. Mấy cái này ảnh hình người phạm sai lầm hai từ một giảng, hướng về nọc độc cúi đầu, nhìn bên người mấy người, bây giờ một câu nói đều không nói, hắn cảm thấy nếu là chính mình trước tiên trách cứ nọc độc, vẫn còn cần tự mình tới cùng nọc độc giảng giải. Cho nên nàng mặt mũi tràn đầy xin lỗi, đi tới nọc độc bên người, lộ ra ánh mắt thương hại nhìn về phía nọc độc. Đại nhân mới vừa rồi là ta không hiểu tình huống, hiểu lầm ngươi là mấy người chúng ta vừa rồi tại trò chuyện trong biển vì cái gì không thể bình thường thi triển kỹ năng, cảm thấy kỳ quái. Chúng ta cũng là đang tham khảo đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề liền không có chú ý tới ngài còn tại nghỉ ngơi không bằng ngài bây giờ đi về a à, chúng ta trở về trong phòng trò chuyện. Đại nhân ngươi liền mau đi về nghỉ đi, ngươi yên tâm lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa ngươi có phải hay không? Hancock, cầu cầu vừa nói chuyện, một bên hướng về Hancock mấy người bọn hắn xử một chút ánh mắt, Hancock bọn hắn liền ngầm hiểu, không hẹn mà cùng chạy tới nọc độc bên người đầy nọc độc hướng về vừa rồi hắn phòng nghỉ ngơi đẩy đi, nọc độc còn không có biết rõ ràng bọn hắn đến cùng vì cái gì, bọn hắn liền muốn để cho chính mình rời đi, nọc độc làm sao lại bỏ lại bọn hắn cơ cá nhân ở một bên mù thảo luận. Về phần đang trong biển không thể thi triển kỹ năng, nọc độc vừa rồi tại đuổi theo hải thú thời điểm, cũng đã thi triển qua kỹ năng, vẫn là có thể dùng, để cho cầu cầu nói hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Chính mình cũng coi như là bọn hắn califa, Nọc độc đương nhiên muốn dạy bọn hắn biết rõ ràng, đem chuyện này biết rõ, chính mình mới có thể an tâm đi ngủ. Lúc này Nọc độc dùng một chân chìa vào thuyền thanh nẹp bên trên, cái chân còn lại ngăn ở trước cửa, căn bản cũng không tiến vào trong phòng, vội vàng hỏi đến bọn hắn. "Đi, mấy người các ngươi cũng không cần đẩy ta, vừa rồi các ngươi nói cái gì?" Các ngươi ở trong biển không cách nào thi triển kỹ năng, căn bản không có khả năng, ta tại bắt hài thú thời điểm cũng không có xuất hiện qua các ngươi loại tình huống này nha. Các ngươi đừng đẩy ta, đừng đẩy ta, sự tình không hiểu rõ, ta nào có tâm tư ngủ a. À. Là ai phát hiện trước, mấy người bọn hắn hợp lực từng cái lên đẩy nọc độc tiến gian phòng, đều không đẩy được, mấy người nghe nọc độc nhất thời có chút tức giận, bọn hắn lập tức buông lòng tay ra bởi vì nọc độc từ đầu đến cuối tại mấy người bọn hắn đầy thao lần sau đến gian phòng. Bọn hắn buông lỏng tay, nọc độc kém chút bởi vì trọng tâm không vững liền trực tiếp té lăn trên đất, còn tốt nọc độc tự thân mềm mại năng lực tương đối mạnh, đứng vững vàng cơ thể. Hancock bọn hắn vừa rồi đã lui sang một bên, nhìn xem nọc độc vừa rồi phía dưới eo thời điểm, mấy người đều hốt hoảng vừa muốn đưa tay đỡ lấy hắn, nọc độc liền đã đứng lên, cũng thực sự là cho bọn hắn sợ hết hồn, Hancock nhanh chóng quan tâm hỏi thăm nọc độc tình huống, đại nhân, người bây giờ như thế nào, có hay không vọt đến eo lớn. chương 157, nọc độc tự mình xuống biển thí nghiệm kỹ năng. Nọc độc tính dẻo dai vô cùng tốt, dù sao hắn chân thân thế nhưng là nọc độc, nhìn bên người Hancock quan tâm chính mình, nọc độc ha ha mà cười cười. Hancock, người không cần lo lắng cho ta, không có chuyện gì, đi, chúng ta vẫn là nói chuyện trọng yếu a. À mới vừa rồi là ai phát hiện ở trong biển không thể sử dụng kỹ năng. Nọc độc hỏi xong, đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người hang cóc tại nọc độc bên người, giơ tay lên, hắn thật đúng là có chút không dám nói thẳng, dù sao vừa rồi tại nàng muốn xuống biển trào những cá kia thời điểm, nọc độc cũng là dặn dò qua hắn muốn đánh hảo cơ sở. Mặc dù có Califa ví dụ, hắn tiến vào trong biển, cũng là ngăn chờ hắn bình thường thi triển năng lực, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy chính mình có phải thật vậy hay không không đủ năng lực còn có califa mặc dù nàng bình thường ở trên đảo lúc huấn luyện chính xác rất lợi hại tại trong biển hải lý này có thể cũng là ảnh hưởng đến hắn bình thường phát huy cho nên hắn có chút do dự đến cùng nói hay không nhưng nhìn nọc độc bộ dáng gấp gáp kia hắn lộ ra nụ cười đại nhân là ta phát hiện vừa rồi ta không phải là nói muốn đi cùng trong biển cá chơi sao đi về sau ta liền thi triển kỹ năng thế nhưng là liền một con cá đều giết không chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Người trước tiên đừng có gấp, người nhất định sẽ nói ta, ta quá kiêu ngạo, căn bản không phải cái dạng này, vừa rồi liền Khalifa, hắn đều đã xuống biển đi thử, cũng không được, chỉ có Robin kỹ năng có thể bình thường ở trong biển thi triển đi ra. Cho nên chúng ta mấy người đều vô cùng không thể tưởng tượng, không biết đây là nguyên nhân gì. Nọc độc nghe xong hem cóc hết thầy giảng giải, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai like là chuyện như vậy, nọc độc cũng là lần thứ nhất gặp phải bình thường ở trong biển không thể lại xảy ra chuyện như vậy nha. Nọc độc vì nghiệm chứng một chút, chính mình thật sự có thể ở trong biển bình thường thi triển kỹ năng, cho nên nọc độc nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cây san hô bên trong, ở một bên hải thú nhìn xem nọc độc đi ra, vui vẻ nhanh chóng thẳng người lên, muốn cùng nọc độc chơi. Nọc độc mới vừa rồi còn định dùng cây san hô đến thí luyện một chút, nhìn xem hải thú vậy mà đã đứng lên, chắn trước mặt của mình, nọc độc không một chút lưu tình, hướng về hải thú liền vung ra đi một trường. Một chùm chất lỏng màu đen trực tiếp quấn quanh ở hải thú trên cổ, hải thú bây giờ hết sức thống khổ, trong lòng cũng là có chút kỳ quái, không biết nọc độc vì sao lại công kích mình. Hắn cảm giác cổ của mình bị một đầu tinh tế dây thường xiết không thở nổi, lộ ra một loại vẻ mặt thống khổ, nhìn về phía nọc độc, muốn cho nọc độc mau cứu chính mình. Nọc độc xem xét chính mình thi triển kỹ năng có thể không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhanh chóng vung tay lên, quấn quanh ở hải thú trên cổ hắc tuyến, trong nháy mắt biến mất, lúc này hải quái miệng lớn thở phì phò, từ trong miệng hắn xuất hiện vô số bong bóng. Đem nước hoa rắn trườn số bốn phía đều dùng bong bóng vây lại, nọc độc cũng không có đi quản, trực tiếp lại trở về nước hoa rắn trườn số trên thuyền, đi tới hen cóc mấy người bọn hắn bên người. Các người có thấy hay không gặp kỹ năng của ta, cũng có thể tại trong nước này phóng thích kỹ năng, các người làm sao lại phóng thích không ra, hen cóc ngươi vẫn là tính toán ngươi vừa mới cùng dịch nhờn dung hợp các ngươi cần phối hợp càng ăn ý một chút mới có thể chân chính phát huy ra ngươi trái ác quỷ năng lực califa vẫn là ngươi tới đi califa nghe nọc độc nói như vậy gật đầu một cái lại lần nữa về tới trong biển hai tay khoanh giống vừa rồi tái diễn sử dụng một chút chính mình kỹ năng nọc độc nhìn xem califa thi triển kỹ năng đi bắt cá cái kia ngư du tốc độ không phải quá nhanh còn các kia đều bắt không được nọc độc đứng ở trên giường Hướng về nước biển nhìn một chút, nhớ tới vừa rồi Hancock nói chỉ có Robin kỹ năng có thể tải trong nước này phóng thích. Nọc độc đứng tại chỗ suy tư, không nói lời nào Califa tại cây san hô trong rừng nhìn mình kỹ năng, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quay đầu đi hướng về Nọc độc bọn hắn liếc mắt nhìn, phát hiện Nọc độc không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Califa cũng không biết Nọc độc đến cùng có nhìn thấy hay không, lại lần nữa thi triển một chút song xanh hoa muốn để cho cái này cây san hô một lần nữa phát ra mới cây san hô. Nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng gì, Khalifa bây giờ đã bỏ đi, thụ đả kích. Hắn lại trở về nước hoa rắn trườn hào phía trên, nhìn bên người Hancock, mấy người bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, ai cũng không có đi truy vấn nọc độc, trầm mặc không nói, nhìn xem vậy bốn phía bong bóng, bọn hắn biết chuyện này quá kỳ quái, nọc độc cũng không rõ lắm, nếu không, lấy nọc độc tính cách, đã sớm cùng bọn hắn giải thích mà bọn hắn càng là không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ đợi nọc độc trả lời, nọc độc nhìn xem hài thú bong bóng, tại trong biển hải lý này tự do mà tung bay, mà chính mình kỹ năng cũng có thể cùng thủy dung hợp. Bây giờ nọc độc đại khái rõ ràng, tình huống cụ thể, quay đầu đi liếc mắt nhìn, hèn cóc bọn hắn còn tại bên cạnh mình, một câu nói đều không nói, nọc độc nở nụ cười. Các người có mấy người thư giãn một tí, có lẽ là cái này đáy biển áp lực tương đối lớn, để các ngươi không thể bình thường thi triển trong cơ thể của các ngươi trái hắc quỷ mà thôi. Chương 158, Robin trước hết nhất ngộ được nguyên nhân trong đó. Không có chuyện gì, có ta, còn có Robin tại, chúng ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Hancock lần đầu tiên nghe nói qua nước biển này càng sâu áp lực càng lớn, không cách nào sử dụng kỹ năng, nhưng mà vừa rồi hắn tại trên nước hoa cửu sa hào thi triển kỹ năng làm sao lại có thể vừa muốn đến hỏi nọc độc, nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn một chút nước hoa rắn trườn hào. Nàng nước hoa du xa hào cũng là có một loại dịch nhờn bao vây lấy, thuyền của bọn hắn bên trong căn bản là không có một giọt nước biển, cũng hẳn là bởi vì dạng này, cho nên để cho hắn có thể bình thường thi triển kỹ năng. Nhưng mà hắn không hiểu vì cái gì Robin kỹ năng liền có thể phóng xuất ra. Đại nhân, ân, đáy biển nguyệt sâu áp lực càng lớn, cái này chúng ta tin tưởng, nhưng mà vì cái gì robin trên người kỹ năng liền có thể dùng mà chúng ta lại không thể bình thường sử dụng kỹ năng các ngươi xem hải thú phun ra ngoài bong bóng sao các ngươi liền rõ ràng nọc độc đưa ánh mắt liền hướng về nước hoa rắn trườn hào tứ trung bong bóng nhìn qua hải thú nhổ ra những thứ này bong bóng bây giờ cũng theo thời gian từ từ đều trôi giạt đến trên mặt biển Hèn cóc mấy người bọn hắn một mực quan sát đến đến cùng khác nhau ở chỗ nào đối với nọc độc mà nói Cầu cầu có chút không qua lý giải. Nhìn bên cạnh Califa mấy người bọn hắn không có một cái nào đến hỏi nọc độc. Hắn cũng liền giả vờ rất rõ ràng bộ dáng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng về những thứ này bong bóng nhìn xem. Robin bây giờ rốt cuộc biết vì cái gì nọc độc sẽ để cho bọn hắn nhìn bong bóng, bởi vì hắn kỹ năng là bong bóng, bọn hắn có thể cùng trong đại dương nước biển dung hợp, giống như là hải thú nhổ ra bong bóng là giống nhau, cho nên nó bong bóng kỹ năng chỉ cần gặp thủy cái này bong bóng kỹ năng cũng chính là có thể thi triển ra, giống Khalifa mấy người bọn hắn kỹ năng tương đối thích hợp trên đất bằng sử dụng. Tại trong nước này, liền rút ngắn thật nhiều kỹ năng thực lực, Hancock đã hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem nọc độc. Đại nhân, ta cũng đã minh bạch lời ngươi nói, ta bỏ lỡ đi ra ngoài là chuyện gì xảy ra, thật không nghĩ tới ta cái này bong bóng trái cây tại trong nước này vậy mà cũng có lớn như vậy công dụng, ha ha xem ra ta bong bóng trái cây là không gì không phá, vừa rồi thật đáng tiếc không có ở Tê Châu lợi tha những cái kia thủ hạ thân vệ thử một lần. Xem tại trong nước biển này thí năng lực, nói không chừng sẽ so trên đất bằng còn muốn lợi hại hơn. Cầu cầu nghe Robin nói bắt đầu mà nói, hiện tại hắn đã hiểu ảo diệu bên trong, hắn vẫn còn có chút không hiểu, nhìn xem Hancock mặt mũi tràn đầy nghi vấn, nhưng mà hắn cũng không có hỏi Hancock, dự định nọc độc rời đi, hắn tìm cơ hội tại đến hỏi, nếu không, ra vẻ mình quá đần, cái gì cũng không lý giải. Nọc độc hướng về Hancock gật đầu một cái, không thể không khích lệ Robin là một cái làm việc hết sức cẩn thận, phân tích sự tình cũng là rất nhanh, nhanh như vậy liền đã đoán được chính mình lời muốn nói. Nọc độc nhìn bên cạnh hơi hơi mấy người cũng là lơ ngơ dáng vẻ, vẫn đang ngó chừng Hancock nhìn, nọc độc lắc đầu, hắn cũng không có giảng giải, suy nghĩ một chút, cái này Hancock vừa vặn thừa cơ hội này, tại nước hoa rắn trườn hào thật tốt luyện tập một chút cơ sở, cùng hắn trong thân thể chất nhầy dung hợp. Vừa vặn vẫn là một cái cơ hội tốt, chờ đến nhân ngư đảo nơi đó, hắn hẳn là cũng đi theo dịch nhờn dung hợp không sai biệt lắm, cho đến lúc đó, hắn dù cho gặp phải nguy hiểm, chính mình cũng có thể bảo vệ tốt chính mình, không cần hắn phân thân đi cứu, nọc độc đi tới Hancock bên người, hảo tâm nhắc nhở lấy. Hancock, Người không cần ở một bên cảm thấy Califa mấy người bọn hắn tại trong biển, hải lý này không thể thi triển kỹ năng, Người liền cùng bọn hắn tình huống một dạng, cũng không phải dạng này, ngươi vẫn là ngoan ngoãn luyện thật giỏi một luyện cơ sở. Cùng ngươi trong thân thể dịch nhờn phối hợp ăn ý một chút, miễn cho đến lúc đó, thật sự tại nhân ngư đảo gặp vấn đề gì, ta cũng không dám đem chứng nhận, ta có thể bảo vệ tốt ngươi hèn cóc bây giờ cũng không muốn phản bác nữa nọc độc, hắn cũng biết chính mình cùng trong thân thể cái này dịch nhờn, giống như thật là không có đạt tới chung nhận thức. Giống như vừa rồi tại trong nước, nọc độc đều nói bọn hắn ở trong nước biển ảnh hưởng kỹ năng, nhưng mà vừa rồi nhìn xem califa mặc dù không có bắt được rất nhiều cá nhưng mà cũng có thể bắt được một hai đầu đây cũng là rất lợi hại dù sao vừa rồi nàng ở trong biển muốn giết một con cá đều rất khó khăn cũng không có cùng bọn hắn nói thật đó chính là nọc độc ngờ tới không có sai chỉ có cùng trong thân thể chất nhầy hoàn toàn phối hợp ăn ý mới có thể phát huy ra bản thân năng lực hắn hướng về nọc độc gật đầu một cái không còn cuột cường lão đại nhìn xem bọn hắn bây giờ cũng đã minh bạch chuyện đã xảy ra quay đầu nhìn xem cầu cầu, còn có một số mặt mũi tràn đầy nghi vấn bộ dáng. Nhưng mà có Robin tại bên cạnh của bọn hắn, nọc độc cảm thấy bọn hắn có không biết sự tình, cũng sẽ đi thỉnh giáo Robin, cũng không có ai cá đi giải thích. Cho nên nọc độc buông lỏng xuống, phát hiện phụ cận đây vẫn rất an toàn, dù cho gặp nguy hiểm ở phía dưới, hắn cảm thấy hải thú cũng sẽ trước tiên phát hiện. Lúc này nọc độc có chút mệt dã rời, lười biếng duỗi lưng một cái, hướng về gian phòng của hắn vừa đi vừa cùng phía sau hang cóc mấy người bọn hắn nói chuyện. Tốt, các ngươi có mấy người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi. chương 159, đại gia nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục gấp rút lên đường. Ta là rất mệt mỏi, các ngươi không cần tại ta chỗ này cãi lộn, quấy giày ta nghỉ ngơi. Có chuyện gì các ngươi trở về phòng chậm rãi tâm sự, không được ẩm ý ta, ta lần này cần phải ngủ ngon giấc, chúng ta con đường sau đó vẫn có rất đi xa hang cóc. Ta biết ngươi muốn nói gì ngươi không cần nói, ta ở đây ngủ được rất tốt tiếp đó đang nghe được Khalifa sau đó bên cạnh lại gọi thanh âm của mình. Tiếp đó hắn trực tiếp cử tuyệt hắn, vừa rồi hắn nghe được bọn hắn ở bên ngoài hình tượng sinh khí, chen tới hen cóc gian phòng nghỉ ngơi mà nói, ngọc độc nghe nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá không có nói thôi. Đi, đại nhân nếu đều đã đi nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng không cần đứng ở đây, chúng ta trở về phòng đi thôi. Các ngươi nói trong nước này cũng chia không ra bạch thiên hắc giả nha vậy chúng ta vẫn gấp rút lên đường không được sao, còn nhất định phải nghỉ ngơi sao, ta không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Hancock mấy người hiện tại cũng tin tường, nọc độc bọn hắn cũng là đuổi đến thời gian rất lâu lộ, tất nhiên nọc độc cũng đã rất mệt mỏi, trong lúc này lại gặp phải hải thú cùng tê châu lợi đánh lén, tất cả mọi người tiêu hao không ít thể lực. Bọn hắn cũng sẽ không ở đây đi quấy giày nọc độc, muốn cho nọc độc nghỉ ngơi cho khỏe một chút, tại Hancock dẫn dắt phía dưới. Mấy người theo ở phía sau, cùng một chỗ hướng về tầm cung của hắn phương hướng đi đến. califa mấy người bọn hắn là lần đầu tiên đi tới trên hang cóc nước hoa rắn trườn hào, hang cóc tầm cung ở nơi nào, bọn hắn cũng không biết, liền thành thành thật thật đi theo hang cóc sau lưng. Hơi có chút không hiểu, hắn bây giờ một điểm buồn ngủ ý tứ cũng không có, hắn cảm thấy mình còn có thể tiếp tục tiến lên, không cần nghỉ ngơi. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đi qua nhân ngư đảo, phía trước, ở trên bờ cũng cố ý nhìn một ít thư tịch, Hiểu rõ một chút nhân ngư đào đại khái tình huống, hắn cảm thấy trong sách nói cũng đều là giả, trên thế giới làm sao lại có nửa người nửa ca chỗ. Hơn nữa hắn tại trên sách, cũng nhắc tới nhân ngư đảo lối vào, hết sức khó tìm, hắn cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có biện pháp trực tiếp tìm được, cùng ở đây chậm trễ thời gian, còn không bằng tiếp tục gấp rút lên đường. Hơi hơi, mặc dù ở đây chẳng phân biệt được ngày đêm, nhưng mà người cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi nha, đại nhân lợi hại như vậy không phải cũng là cảm thấy mệt lắm không người mặc dù không mệt nhưng mà đại gia vẫn tương đối mệt đồ ăn calipha nói hết lời mấy người bên cạnh đều không hẹn mà cùng nhìn xem khẽ gật đầu đều mười phần phản đối hơi cách làm hơi hơi còn muốn tại cùng bọn hắn giảng giải tại sao mình lại muốn như vậy nhưng là nhìn lấy bọn hắn căn bản là không có bất kỳ người nào nghe hắn giảng giải hiện tại cũng đã cách hắn có một khoảng cách nhìn xem không có ai cùng hắn ý nghĩ là giống nhau cho nên cũng liền từ bỏ chạy mau đến Khalifa bên cạnh của bọn hắn, cũng sẽ không lại nói tiếp. Tại Hancock dẫn dắt phía dưới, mấy người liền đã đi tới một cái mười phần hào hoa trước cửa, phía trên khảm đủ loại châu báu, môn thượng đồ án hết sức xinh đẹp, bởi vì có châu báu tô điểm, lộ ra cái cửa này không có chút nào phổ thông. Hancock đi lên trước, đem cửa mở ra, một cỗ mùi thơm liền trực tiếp từ trong phòng bay ra, Khalifa mấy người bọn hắn ngửi được cái này rất thơm hương vị, bọn hắn vẫn là rất quen thuộc bởi vì hancock trên thân mỗi ngày đều lại phát ra loại vị đạo này tới mấy người nhìn xem trong gian phòng đó hào hoa bài trí kinh hô lên một tiếng cầu cầu mấy người mới vừa rồi còn có chút mệt mệt cơ thể bây giờ bị trong phòng bài trí cũng đã rung động đến đều đuổi nhanh chạy vào gian phòng nhìn xem trang điểm trên đài nhiều loại đồ trang sức không nhịn được không đứng ở tán dương ở đây rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp cầu cầu trông thấy hancock ngủ giường lớn vui vẻ đến trực tiếp nằm ở phía trên màu trắng nệm rất dày hết sức mềm mại, nằm ở phía trên giống như là nằm ở trên tập lông vũ mềm mại. Các người mau tới đây, trên giường này nằm thật thoải mái nha, rất lâu, rất lâu cũng không có nằm ở thư thái như vậy, ở trên giường, ở trên đây ngủ, nhất định sẽ là mộng đẹp đoàn. Khalifa mấy người bọn hắn nhìn chỗ khác biệt, Robin mười phần bình tĩnh, xem thường, nhìn cái giường này ngược lại là rất hiếu kỳ, hắn trước tiên thử một lần, nhìn một chút đến cùng thật sự có cầu cầu nói tốt như vậy, Hắn đi đến giường nơi đó ngồi xuống, trực tiếp liền rơi vào đến giữa giường mặt, nằm ở trên giường bối rối cũng là đi lên, ngáp một cái. Ở một bên Khalifa cũng mặc kệ giường thoải mái hay không, chính là để cho hắn ngủ ở trên một cái tấm gỗ cứng, hắn cũng có thể ngủ, hắn bây giờ đưa ánh mắt toàn bộ đánh ngã trên bàn trang điểm. Bởi vì cái bàn này cũng là dùng hoàng kim cùng đủ loại thủy tinh, châu báu chế tạo thành, Khalifa hiếu kỳ đem cái bàn nhấc lên rồi một lần, hắn căn bản là nhấc không nổi. Hancock nhìn xem Califa mấy người bọn hắn ở nơi đó không ngừng khen ngợi gian phòng của mình có nhiều hào hoa, bao nhiêu xinh đẹp, hắn cũng là rất hết sức đắc ý. Cũng không có ghét bỏ bọn hắn đi sờ chính mình những vật này, vui vẻ đi tới chính mình trước giường lớn, nhìn xem trên giường bây giờ nằm ba người, hắn mặc dù có chút không tình nguyện thế nhưng là hắn biết đại gia vẫn là phải chia sẻ, cho nên cũng sẽ không lại ghét bỏ, đem giày cao gót của mình cởi ra, nằm ở trên giường chương 160, tê trô lợi bị buộc quay về đáy biển. Cầu cầu tại trên giường lớn không ngừng cuồn cuộn lấy, mà Robin đã bởi vì quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, Hancock vừa nhìn thấy Robin ngủ, mau để cho cầu cầu yên tĩnh một chút, mấy người bất chi bất xác thưởng thức xong gian phòng, cũng liền đều nghỉ ngơi. Tại nước hoa rắn trườn số phụ cận, biến sắc lộc kỳ cảm thấy bụng có chút đói bụng, nhìn xem nước hoa rắn trườn hào bên trên, nọc độc bọn hắn cũng không thấy bóng dáng, hắn cũng không dám rời đi nhìn bên người cây san hô trong rừng, có một chút con cá đang bơi, hắn đã biến trên người mình màu sắc thành cây san hô rừng màu sắc, nhắm mắt lại, cảm thụ được có bảy cá đi tới bên miệng hắn, hắn liền há miệng, một ngụm liền đem những cá kia ăn hết cũng là hết sức thỏa mãn, nhưng mà hắn kích cỡ hết sức khổng lồ, này một đám nhóm hải ngư bị hắn ăn vào trong bụng, căn bản không có khả năng sẽ lấp đầy hắn bụng, hắn nhất thiết phải tục trông coi con mồi. Nọc độc bọn hắn chỗ ở đây, thành đoàn hải ngư, bị nọc độc nước hoa rắn trườn hào bị hù chạy rất nhiều, ở đây chỉ có đất quáng có thể có một cái cá, biến sắc lộc kỳ cũng lo lắng sẽ đả thảo kinh xà, cho nên thì nhịn lấy đói, chờ đợi bầy cá hướng hắn bơi lại. Nhưng mà một lát sau, cũng không có bầy cá bơi tới bên cạnh hắn, biến sắc lộc kỳ thật sự là đói khó nhịn, liền hướng về cây san hô trong rừng bơi đi, ngay tại hắn rời đi không có bao lâu thời gian. Tế châu lợi bây giờ dẫn theo mấy con thuyền lần nữa quay trở về tới nọc độc bọn hắn nước hoa rắn trường tốt phụ cận, hắn bây giờ không dám tới gần, dừng lại ở một bên. Tế Châu lợi cầm kính viễn vọng hướng về nọc độc nước hoa cửu xa hào trên thuyền nhìn xem, quan sát đến phía trên là có phải có người đi lại, hắn hiện tại giải độc dịch thực lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, từ phía sau hắn đi tới một cái hài tạc đầu lĩnh, hắn dáng người gầy yếu, dáng dấp sĩ phân xoay khí, trên mặt có một vết sẹo, nếu như nhìn tướng mạo, hắn còn thật sự không giống như là một cái có thể tại trên biển này trở thành hải tặc đầu tử người. Nhưng mà chính là người như vậy, là Tê Chô lợi không dám chiêu chọc người, Tê Chô lợi sở dĩ lại lần nữa trở về tới nọc độc ở đây. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ, người tại cái kia nhìn cái gì đấy, tất nhiên tuyền đang ở trước mắt, không bằng trực tiếp xông lên đi, chỉ bằng ta những thủ hạ này, chẳng lẽ còn bắt không được hắn một cái nước hoa trò chơi số. Người tại sao phải cho kêu rừng, người đây cũng quá nhát gan. Tế Châu Lợi đang cầm lấy kính viễn vọng cẩn thận quan sát, vừa nghe đến đằng sau truyền đến thanh âm quen thuộc, hắn mau đem kính viễn vọng cầm xuống, xoay người sang chỗ khác lộ ra 10 phần cung kính, nhanh chóng theo tới người giảng giải. Đại nhân, người nhưng không biết, nọc độc hết sức lợi hại, vừa rồi ta liền cơ hội đánh trà cũng không có, ta có thể may mắn đi ra, cũng may mà nữ đế hỗ trợ, lần này tới, ta nếu là lại bị nọc độc cho bắt lấy, vậy ta lo lắng. Hải cốt của ta sẽ ở lại đây đáy biển nha. Tế Châu Lợi không ngừng tại nói, hiện tại hắn lo lắng bao nhiêu nọc độc sẽ phát hiện bọn hắn, không ngừng giải thích, nọc độc sốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, liền hắn trên thuyền Khalifa mấy người đều hết sức lợi hại, cái này hải tạc đầu lĩnh liền không thích nghe, hướng hắn khiển trách. Đi, người đây thật là diệt uy phong mình, giải trí khí người khác, mặc dù nọc độc lợi hại, như vậy có thể làm gì, còn có người nói mấy cái kia nữ nhân, bọn hắn mặc dù có trai ác quỷ, ngươi trên người của ta không phải cũng có trái ác quỷ năng lực sao? Hai ta liên thủ lại, còn không đối phó được mấy nữ kia người, lần này ta dám đến tìm Nọc độc Đoàn Hải Tặc, vậy ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, lại nói, liền ngươi mang mấy người này, thực lực cũng không được a. À? Ngươi nhìn ta, tất nhiên đến tìm Nọc độc bọn hắn, nhân thủ cũng nhất định phải đủ, tại về số người liền phải cao hơn bọn hắn, để cho bọn hắn vừa nhìn thấy chúng ta những thuyền này, bị hù bọn hắn cũng nhất định phải chạy trốn cái này hải tặc đầu lĩnh hết sức tự tin, không ngừng tại giới thiệu thuyền của hắn phía trên trang bị rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Còn có hắn mang người đếm có nhiều, Tê Châu lợi cũng đã thấy được. Đối với hắn tình huống cũng là hiểu rất rõ, nhưng mà Tê Châu lợi bây giờ nghĩ tới, nọc độc vừa rồi đem hắn đánh rất nhiều dáng vẻ chật vật, hắn hiện tại cũng rất nghĩ lại mà sợ. Nhìn xem trước mắt hải tặc đầu lĩnh, thù hạ của hắn chính xác mang tương đối nhiều, trang bị hết sức tinh lương, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, trong lòng bắt đầu đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhanh chóng sai người chuẩn bị rượu rum. Thủ hạ vừa nghe đến không dám trễ nãi thời gian, đem lang mỗ tửu, còn có hai ly rượu mang tới, bỏ vào một cái bên cạnh bàn. Tế châu lợi đi nhanh lên tiến lên đem lang mỗ rượu mở ra, ngã xuống hai cái trong chén, cầm một cái khác chăn mền, đi tới hải tạc đầu lĩnh trước mặt. Cái này hải tạc đầu lĩnh đang dùng tính viễn vọng quan sát đến nước hoa rắn trườn số tình huống cũng không có cấp bách đi chờ đợi Tê Chô Lợi hồi phục. Trong mắt hắn, Tê Chô Lợi chính là một tên hèn nhát, hắn bây giờ cũng chỉ là muốn lợi dụng Tê Chô Lợi mới có thể nói với hắn nhiều như vậy lời nói. Đại nhân, uống trước chút rượu, cho ngài, người nói không sai, ta chính xác phía trước xem thường nọc độc thực lực, nhưng mà ngài nhìn ta một chút mấy cái này thủ hạ, tại trước mặt những thủ hạ này ngài cũng liền thích hợp đánh xuống tạp. Mặc dù trong thân thể ta có trai ác quỷ năng lực, nhưng mà ta liền ngươi cũng đánh không lại, như thế nào cùng ngươi cùng một chỗ đối phó trên thuyền nọc độc bọn hắn những người kia nha. Chương 161, làm tốt chuẩn bị chu đáo tiến đánh nọc độc. Không bằng dạng này, trên thuyền ta còn có một số bảo vật, toàn bộ cho ngươi, đến nỗi tiến đánh nọc độc. Ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Tế Châu lợi tại cùng trước mắt cái này hài tặc đầu lĩnh lúc nói chuyện, cũng là trong lòng run sợ, không dám lớn tiếng nói chuyện, nói mỗi một câu nói, cũng là đang thử thăm dò, không ngừng tại nhìn hài tặc đầu tử sắc mặt, biểu hiện hết sức e ngại dáng vẻ. Tên hải tặc này đầu lĩnh vừa nghe được tê Châu lợi phải rời đi trước, khóe miệng của hắn nở nụ cười gần, bưng chén rượu uống một ngụm rượu rum, hắn cũng không quan tâm tê trô lợi trong tay điểm này vàng bạc tài bảo, dã tâm của hắn cũng là rất lớn, hiện tại hắn muốn lấy được nhất chính là nước hoa du xà hào, còn có trên thuyền mấy người kia trong thân thể trái hắc quỷ năng lực. Hắn không có biểu hiện hết sức phẫn nộ, đem trong chén rượu rum uống một ngụm hết sạch, lấy tay trực tiếp cầm ly rượu, liền bị hắn hữu lực tay cho bóp nát, hắn bây giờ không tức giận, ngược lại cười ha ha lấy. Ở một bên tê trô lợi nhìn xem hải tặc đầu lĩnh phản ứng như vậy, hắn rõ ràng, tự nhìn tới muốn không tranh đoạt vũng nước độc này, cũng không có đường lui. Người muốn dùng ngươi trên thuyền điểm ấy vàng bạc tài bảo, đổi lấy các ngươi mấy người một cái mạng sao. Người cho là ta có thể quan tâm ngươi điểm này vàng bạc tài bảo, vậy ngươi chính là nghĩ sai, ngươi bây giờ lời gì đều không cần nói, hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ tấn công nước hoa du xà hào cùng nọc độc bọn hắn đại chiến lập tức bắt đầu ngươi không cần loại ánh mắt này nhìn ta ta cho ngươi biết ngươi muốn hiện tại đi ta cũng không ngăn vậy ngươi thì nhìn xem xét là ngươi chạy nhanh vẫn là của ta vũ khi nhanh hải tặc đầu lĩnh nói hết lời đắc ý cười ánh mắt cũng không có đi nhìn tê trô lợi đến cùng là phản ứng gì khóe miệng lộ ra cười xấu xa giống như trước mặt nước hoa có đôi khi hắn thế tại nhất định tương đương phải mà tê trô lợi bây giờ nhìn hài tạc đầu lĩnh là không muốn buông tha bọn họ trong lòng của hắn mười phần xoắn suýt đi lên cùng nọc độc đánh hắn cũng đánh không lại đến lúc đó là một cái chết bây giờ chạy trốn cũng là một cái chết hắn quay người nhìn dưới tay mình một mắt vốn là muốn mang theo bọn hắn cùng đi xem ra chính mình cũng muốn ích kỷ một điểm đại nhân xem ra ta tại trong lòng của ngài cũng là rất trọng yếu vậy được rồi tất nhiên ta có thể được đến đại nhân thưởng thức đó cũng là vinh hạnh của ta đi đại nhân chỉ cần ngươi nói cái gì thời điểm tiến đánh nước hoa du xà hào ta sẽ trước hết nhất sông lên phía trước vì ngươi sung phong bây giờ tê châu lợi không giống như là vừa rồi lo lắng nọc độc giết hắn mà là khí chất ngạo nghễ muốn trước hết nhất sông lên phía trước đối phó nọc độc lúc này hải tặc đầu lĩnh hết sức hài lòng hắn chỉ bất qua chính mình thí lộ một con cờ bây giờ tất nhiên hắn rất thức thời không có ý định trốn nữa đi chủ động xông vào phía trước hắn cũng rất vui vẻ mệnh lệnh thù hạ lại cầm một ly rượu đem rượu rum mình cầm lên, đem chính mình ly đổ đầy, lại cho tê trô lợi ly đổ đầy bên trên. Tới tê trô lợi, bây giờ liền trước thời hạn chúc chúng ta có thể đem nước hoa du xà hào tấn công xong tới, đến nỗi nọc độc, vậy liền để hắn từ hải tạc thế giới bên trong tiêu thất ra. Đối với hải tạc đầu lĩnh nói những lời này, tê trô lợi hết sức quen tai, lúc trước hắn đang tấn công nước hoa du xà hào thời điểm, cũng là hết sức tự tin, nhưng mà đến cuối cùng, còn không phải nọc độc thủ hạ bại tướng, Nhặt về một cái mạng, nhìn xem hắn tự tin như vậy, tê trô lợi cảm thấy hắn cũng sẽ giống như chính mình chật vật chạy trốn, có lẽ còn không có hắn may mắn, tê trô lợi có chút bất đắc dĩ, nhưng mà còn mạnh hơn nhan vui cười dơ chén lên, cùng hải tạc đầu chỉ đụng một cái ly, làm bộ cũng là dáng vẻ rất vui vẻ, nhưng mà cái này hải tạc đầu lĩnh căn bản là không có con mắt đi xem tê trô lợi, đụng một cái ly, một ngụm liền đem cạn rượu, một chút cũng không do dự, trực tiếp nâng cốc ly ngã ở thuyền bong thuyền trực tiếp mệnh lệnh hắn thủ hạ tiếp tục đi tới hắn đã sớm bố trí xong đội hình hai bên thuyền vừa nghe được bọn hắn hải tặc đầu lĩnh nói lời liền hướng về phía trước bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên mà hắn chỗ thuyền chỉ là ở giữa bảo đảm an toàn của hắn vừa rồi hắn cũng đã nghe được tế châu lợi nói bọn hắn đến cùng là như thế nào đánh lén thất bại cho nên lần này hắn đã làm xong chuẩn bị rất nhanh những thuyền này chỉ cách nọc độc thuyền cũng chỉ có mấy trong biển gần như vậy hải tặc đầu lĩnh phái hơn 10 người vụng trộm lên thuyền, đó đều là trong lựa chọn dưới tay hắn tinh nhuệ, vừa rồi bọn hắn một mực đang quan sát trên thuyền, không có bất kỳ người nào đi lại. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, liền nói rõ những người kia hẳn là không có ở bên ngoài, mà là tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, cho nên những thủ hạ này thành công đánh lén lên nọc độc trên thuyền. Lên thuyền sau, bọn hắn thận trọng đi tới, nọc độc lúc này đang tại thuyền viên trong phòng nghỉ ngơi, căn bản vốn không biết bây giờ có người lên thuyền, những người này biết chỗ nào là thuyền viên gian phòng, còn có cái gì chỗ là cung điện. Tên hải tặc này đầu lĩnh mò được là nhất thanh nhị sở, những thủ hạ của hắn trực tiếp liền chạy nữ đế tầm cung đi đến, không có quá chậm trễ thời gian, hơn 10 cái hải tặc đi tới trước cửa tầm cung, dùng bọn hắn đặc thù công cụ, đem cửa mở ra, vừa mở cửa ra, những thủ hạ này nhìn xem trong phòng vàng bạc châu báu, cũng là phần yêu đỏ mắt. Nhưng mà bọn hắn thế nhưng là tuyển ra tới tinh nhuệ ngàn, chương 162, ngờ tới hải tặc đánh lén mục đích là cái gì. Lập tức liền lấy lại tinh thần, đã phát hiện nằm trên giường mấy người nữ nhân đang ngủ, bọn hắn cước bộ rất nhẹ tiến vào trong tầm cung. Trên tay đều cầm dây thừng, dự định tại thành trên giường hang cóc mấy người không có phát hiện thời điểm, đem bọn hắn nhanh chóng trói lại. Như vậy thì có thể mục đích của bọn hắn trên giường một chút ngủ năm người, hang cóc vẫn là rất không quen, kể từ nằm xuống, hắn cũng là xung quanh đào thân, luôn cảm giác nơi nào không thích hợp hắn nhìn bên người mấy người ngủ rất say dáng vẻ hắn cũng là tận lực nhắm mắt lại cuối cùng cảm thấy hơi buồn ngủ ngáp một cái ngay tại cái kia sĩ mấy cái hải tặc lúc tiến vào hắn vừa nhắm mắt lại phải ngủ đột nhiên cảm giác bên cạnh giống như là lạ ở chỗ nào hơn nữa người thấy một cỗ rất thúi hương vị hắn mở to mắt ngồi dậy phát hiện mình trong phòng vậy mà tiến vào nhiều người như vậy hắn theo bản năng hô lớn một tiếng bên người califa mấy người bọn hắn đều bị cái này tiếng la đánh thức, bị hù cũng là mùi dậy, tiến vào gian phòng mấy cái hài tặc vừa nhìn thấy trên giường mới vừa rồi còn đang ngủ mấy người nữ nhân, hiện tại cũng đã tỉnh lại. Hơn nữa phát hiện bọn hắn, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn xuống đối phương nháy mắt ra dấu, liền cùng một chỗ hướng về trên giường nhanh chóng vọt tới, liền muốn trực tiếp đem hang cóc mấy người cho cột lên. Bọn hắn còn tưởng rằng mấy người nữ nhân này rất dễ đối phó, nhưng mà bọn hắn nghĩ sai, ngay tại mấy người lập tức nhào lên trên giường thời điểm, hang cóc bọn hắn đã hoàn toàn tinh thần, đứng dậy. Sử xuất trai hác quỷ kỹ năng, không dùng 2 phút, trong phòng cái này hơn 10 cái hải tạc trong nháy mắt liền bị hen cóc mấy người nữ nhân bọn họ cho miểu sát. Hang cóc nhìn mình gian phòng, trên mặt đất, nằm trên giường nhiều như vậy hải tạc thù hả cũng là hết sức tức giận, đứng lên hướng về nằm trên đất những thứ này hải tạc thù hả cũng là dùng chân đá mấy lần rất may mắn chính mình là cái thứ nhất phát hiện những thứ này hài tặc nếu không thật sự chính là không biết kết quả sẽ như thế nào những người này đến cùng là ai vừa rồi vậy mà quên lưu hai cái người sống bây giờ chúng ta nhanh đi ra ngoài a à, đem nọc độc cho kêu lên robin nói hết lời mau từ trong phòng chạy ra ngoài hướng về nọc độc gian phòng chạy tới rất nhanh liền đã đi tới nọc độc gian phòng không ngừng tại gõ cửa thống lưới nọc độc bị tiếng gõ cửa này cũng là giật mình tỉnh giấc trong lòng rất tức tối, hướng về ngoài cửa hô lớn một tiếng. Robin, người muốn làm gì? Ta đang nghỉ ngơi đâu, ta không đều nói sao. Không nên quấy rầy ta. Đại nhân, không xong, có người đánh lén chúng ta thuyền, đã có lên thuyền, bị chúng ta cơ cá nhân đều cho diệt trừ. Ta cảm thấy lần này tới hải tặc tuyệt đối mang theo không ít người, vừa rồi ta đại khái đếm một chút có thể có hơn 10 cái hải tặc. Nọc độc vừa nghe được bên ngoài, Robin nói lại có người dâng hương thủy du xà hào. Nọc độc cũng là có chút tức giận, không đợi Robin nói hết lời, nọc độc đã từ trên giường nhảy lên một cái, nhanh chóng xuống đất cha cửa mở ra, nhìn xem Robin mặt mũi tràn đầy nóng nảy bộ dáng. Hancock bọn hắn bây giờ cũng đã tới, nọc độc nhìn xem bọn hắn một mắt, trực tiếp liền hướng về thuyền bong tàu chạy tới. Bây giờ mấy người cũng đã đi tới đầu thuyền, không hẹn mà cùng đều hướng về bốn phía nhìn một chút, lúc này nọc độc đã phát hiện cách bọn họ chỗ không xa, có thật nhiều thuyền hài tặc, Hắn không nghĩ tới, bây giờ lại có người để mắt tới bọn hắn. Nọc độc còn tưởng rằng cũng chỉ có tê trô lợi cái này một cái hải tạc sẽ muốn vì cứu Hancock mà đánh lén. Bây giờ đám người này là tới làm cái gì? Nọc độc cảm thấy kỳ quái, quay đầu đi hướng về Hancock nhìn một chút. Hancock, những người này sẽ không cũng đều là vì ngươi mà đến đây đi. Đại nhân không thể nào, nhưng mà Hancock ngay từ đầu cũng rất xác định không thể lại là tới cứu hắn, nhưng mà nghĩ lại mặc dù hắn đã nói cho tế trô lợi sau khi đi ra ngoài nói cho tất cả hải tặc hắn đã gia nhập nọc độc đoàn hải tặc không còn là nữ đế thân phận nhưng mà hắn suy nghĩ một chút tế trô lợi dù cho bây giờ đã rời đi nhưng mà lấy tốc độ của hắn cũng không khả năng sẽ nhanh như vậy liền có thể tại trong toàn bộ hải tặc thế giới thông chi tất cả mọi người hancock bây giờ nhìn phía trước nhiều thuyền như vậy nàng cũng có chút lo lắng bắt đầu không xác định có phải hay không vì cứu nàng mà cho nọc độc bọn hắn gây phiền toái. Nọc độc xem xét hem cóc do dự nói lời này, bây giờ bất kể nói thế nào, đám người này đã tới, bây giờ toàn bộ trên thuyền bọn hắn sau cá nhân, chỉ có hắn cùng Robin hai cá nhân tài năng sử dụng năng lực, còn lại liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Căn bản ở trong biển không thể lại thi triển ra kỹ năng, nọc độc nhìn xem bọn hắn cũng là có chút khó làm, chỉ lo lắng một hồi thật sự đánh nhau, chính mình không để ý tới bọn hắn, còn có nước hoa này rắn trườn hào. Ân, như vậy đi, tất nhiên đối phương muốn đánh lén chúng ta đoàn hải tặc, muốn thật là vì ngươi mà đến, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy đối phương tới, xem hắn đến cùng là xuất phát từ cái mục đích gì, chúng ta trước tiên không chủ động xuất kích. Đại nhân, không bằng chúng ta bây giờ nhanh chóng điều khiển nước hoa rắn trườn hào chạy trốn A, à. nhiều như vậy thuyền ngài mặc dù lợi hại, cũng không thể lập tức đối phó nhiều người như vậy A. À. chương 163, nước hoa rắn trườn hào bị bao bọc vây quanh xem ra lần này bọn hắn đến có chuẩn bị, không cứu đi Hancock là không được, Hancock, không bằng ngươi gọi hàng, cùng đối phương giải thích một chút, người bây giờ lựa chọn. Nọc độc xem xét cầu cầu không ngừng đang khuyên bọn hắn nhanh chóng mở lấy nước hoa du xa hào chạy trốn, nhìn xem hơi hơi nghĩ thật sự là quá đơn giản. Nhiều như vậy thuyền vây quanh bọn hắn, vậy đã nói rõ lần này đối phương, cũng là đã làm xong chuẩn bị, muốn tại trên người của bọn hắn nhận được thứ gì, nếu không, cũng không khả năng sẽ tốn công tốn sức phái nhiều như vậy thuyền, tới vây giết mấy người. Nọc độc ánh mắt một mực tại nhìn chăm chú lên phía trước những thuyền này, vừa muốn há mồm đi cùng Vi giảng giải, ở một bên Nico Robin liền lập tức tiến lên cùng hơi hơi nói. Hơi hơi, người xem một chút nơi xa những thuyền này, cộng lại có bao nhiêu. Còn có bên này, mới vừa rồi còn một cái thuyền cũng không có, hiện tại cũng đã vây ở chúng ta nước hoa du xà hào ba vòng, bên này là cây san hô rừng. Chúng ta căn bản từ nơi này liền không cách nào chạy trốn. Hơi Hơi vừa nghe đến Robin nói lời, cảm thấy hết sức có đạo lý, nàng chạy mau đến thuyền mặt khác, xem xét xa xa thuyền cũng là gần sát cùng một chỗ, xếp thành một loạt. Hướng về phương hướng của bọn hắn từ từ lái tới, bọn hắn đã bị những thứ này thuyền hải tặc cho bao vây, Vivi mặt mũi tràn đầy lo lắng, không ngừng nghĩ đến đây rốt cuộc muốn làm sao, trên mặt cũng là có chút lo nghĩ. Nọc Độc nhìn xem Hơi Hơi lại hướng về khác vài tên nữ đội viên nhìn xem, bọn hắn ngược lại là hết sức lãnh đạm bình tĩnh, không một chút lo lắng, nọc độc tại hang cóc trên mặt, mặc dù nhìn ra hắn có một chút tự trách. Nhưng mà hắn phảng phất cũng là thấy được hang trong ánh mắt, vẫn còn có chút chờ mong đối phương có thể tới, nọc độc nhìn xem trên tay hắn bây giờ là muốn thi triển kỹ năng, nọc độc mau kêu ngừng hắn. Hancock, người bây giờ không nên vọng động, đối phương còn không biết là lai lịch gì, vạn nhất, vẫn là thủ hạ của ngươi tới cứu ngươi vậy các ngươi đây không phải tàn sát lẫn nhau sao? Chúng ta đợi nhất đẳng, nhìn một chút đối phương một hồi đến cùng còn có thể làm gì, đều không cần xúc động, xem ta ánh mắt làm việc, Khalifa mấy người các ngươi một hồi không cần xuống nước, dù cho thật sự đánh nhau, các ngươi ngay tại trên nước hoa du xà hào ở lại. Nọc độc cũng là không ngừng tại dặn dò vãn nhất một lát thật sự đánh nhau bọn hắn phải làm gì. Ở một bên Hancock bọn hắn cũng biết nọc độc nói là ý gì, Califa bọn hắn biết mình trai ác quỷ năng lực ở trong biển không thi triển được. Tới, Califa trong lòng bọn họ bên trong, kỳ thực cũng rất muốn tham gia trận chiến đấu này, chỉ dựa vào nọc độc cùng Robin hai người, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, nọc độc bọn hắn không có cách nào đối phó được bên cạnh nhiều như vậy hải tặc. Hơi hơi bọn hắn vẫn là hy vọng đối phương, cũng chỉ là tới cứu Hancock khả năng tính chất lớn một chút dạng này cũng sẽ không gây nên tới không cần phải đánh nhau. Dù cho thật sự đánh nhau, Hancock bọn hắn phần thắng cũng không quá lớn, tại về số người, đối phương cũng đã so với bọn hắn đều nhiều hơn ra ngoài gấp mấy lần người. Mặc dù không có trông thấy trong thuyền người có bao nhiêu, cũng có thể đoán được mỗi một chiếc thuyền hải tặc nhìn xem cũng không nhỏ, vậy hắn cái này hải tặc đầu lĩnh mang đến thủ hạ tuyệt đối không phải số ít. Bây giờ toàn bộ trong thuyền liền 6 người, chỉ có thể chỉ vào nọc độc cùng Robin đi bảo hộ mấy người an toàn, ngay tại nọc độc bọn họ đứng ở đầu thuyền, nhìn xem phương xa những thứ này thuyền hải tặc thời điểm. Tại đối diện hải tặc đầu lĩnh cũng đã dùng kính viễn vọng nhìn thấy nọc độc bọn hắn hiện tại cũng từ trong khoang thuyền đều đi ra. Hắn một bên lại nhìn xa kính nhìn xem, một bên cha lấy trên nắm tay đến cùng có mấy người, lúc trước hắn hỏi qua, tê Châu lợi nước hoa du xa hào người ở phía trên đếm, hắn đã biết, tăng thêm nọc độc bọn hắn trên thuyền chỉ có 6 người mà khác năm cái cũng đều là nữ nhân. Hải tạc đầu lĩnh nhìn xem bọn hắn không có bất kỳ người nào thụ thương, còn an toàn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bọn hắn còn tại vui vẻ nói chuyện phiếm, hết sức tức giận. Không nghĩ tới chính mình tinh nhuệ sau khi lên thuyền, không có đem bất luận kẻ nào bắt, cũng không có làm bị thương đối phương, hơn nữa hắn đại khái tính toán một cái thời gian, cũng chỉ có vài phút mà thôi. Nọc độc bọn hắn có thể an toàn từ xưởng đóng tàu bên trong đi ra, vậy đã nói rõ hắn những cái kia tinh nhuệ hiện tại cũng đã bộ ngực cực ít đại khái bị nọc độc bọn hắn cho trừ đi hắn tức giận cầm trong tay chén rượu ngã ở trên giường trong miệng mắng to ta tốn tiền nhiều như vậy đi bồi dưỡng những thứ này tinh nhuệ không nghĩ tới cũng là một chút phế vật liền mấy người nữ nhân này thêm một cái nọc độc đều đối trả không được cũng là một chút thùng cơm lên cho ta đều lên cho ta hôm nay chỉ cần ai có thể đem trên người những người này cho bắt sống hay là xử quyết tại chỗ ta sẽ khen thưởng các ngươi ba cái dương vàng bạc châu báu cái này hải tạc đầu lĩnh không ngừng đang lớn tiếng hô hào, dùng vàng bạc của mình châu báu tới dụ hoặc những thủ hạ này, để cho bọn hắn có đấu trí, muốn đem nọc độc mấy người bọn hắn cho diệt trừ. Tất cả hải tạc trong lòng cũng là rất ích kỷ, muốn lấy được cái kia ba dương vàng bạc tài bảo, bắt đầu cử đao hoan hô. Cách hắn gần những cái kia thủ hạ nghe rõ, có cách biển trộm đầu lĩnh rất xa nghe không rõ, nhưng mà những thứ này cách biển trộm đầu lĩnh rất gần thủ hạ, vừa nghe đến, liền dơ lên trong tay loan đao chương 164, dùng vàng bạc tài bảo gây nên thủ hạ đấu trí lực. Không ngừng đang hoan hô, chính mình hải tặc đầu lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Còn không ngừng đang hô hoán vì ba dương tài bảo, chúng ta sông lên A, có một chút kỹ năng bơi tốt hải tặc thủ hạ, bây giờ đã từ trên thuyền nhảy xuống biển, hướng về nọc độc các nàng nước hoa du xà hào bơi đi. Một số khác hải tặc cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn bắt đầu đem thuyền của mình, hướng về nước hoa du xà hào trước mặt tới gần, hải tặc đầu lĩnh đối cứng mới chính mình đau mất hơn 10 cái thủ hạ, cũng là có chút tức giận. Bây giờ cho rằng là nên tê trô lợi ra tay thời điểm, hắn đem kính viễn vọng cầm xuống, không còn đi quan sát những thủ hạ của hắn, đến cùng là như thế nào mà vọt tới nọc độc trên thuyền. Mà là xoay người sang chỗ khác, nhìn bên người tê trô lợi, miệng gọi lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đi tê trô lợi, bây giờ đến lượt ngươi ra tay, ngươi không phải muốn đánh trận đầu sao dẫn theo ngươi những thủ hạ này liền mau mau sông tiến lên nếu như các ngươi có mấy người có thể đem nọc độc cùng bên cạnh hắn mấy cái kia nữ nhân toàn bộ cho diệt trừ cũng không cần muốn người sống ta sẽ khen thưởng ngươi mười thùng vàng bạc châu châu bảo tế châu lợi bây giờ cầm trong tay kính viễn vọng một mực đang nhìn lấy phía trước vừa nghe đến bên người thủ lãnh hải tặc để cho hắn cùng mình thủ hạ sông lên phía trước đối phó nọc độc mấy người kinh hồn táng đảm nhìn xem hải tặc đầu lĩnh một mực nói hắn tinh nhuệ lên thuyền cũng đã trong thời gian ngắn như vậy bị nọc độc bọn hắn giết đi hắn cùng bên người cái này hơn người cái thủ hạ đi lên cũng đều là cái chết trong lòng đang cầu khẩn tốt nhất một hồi sau khi lên thuyền nọc độc bọn hắn sẽ tin tưởng chính mình lời nói tê trô lợi ở một bên do dự một chút hải tạc đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy tức giận thúc giục tê trô lợi làm sao còn phải để cho ta đưa các ngươi đi qua sao bây giờ nhanh bên kia đã cho các ngươi chuẩn bị xong một cái thuyền nhanh nhất. Các ngươi có thể trước hết đi bắt nọc độc, ta tin tưởng ngươi danh hào này, ngươi nhất định là trước hết nhất đem nọc độc bọn hắn cho diệt trừ. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần có nguy hiểm, ta sẽ thứ nhất tiến lên giúp ngươi một tay, đừng có bất kỳ lo lắng. Tế Châu lợi biết tên đã trên dây, chính mình cũng đã đem lời nói đi ra xung phong, hắn bây giờ cũng sẽ không do dự, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem hải tạc đầu lĩnh. Bảo đảm mình nhất định sẽ để cho hắn nhìn thấy, hắn là như thế nào đem nọc độc bọn hắn cho trù rơi, hải tạc đầu lĩnh đối với Tê Châu Lợi nói lời hết sức hài lòng. Tê Châu Lợi liền hướng về hải tạc đầu lĩnh an bài cho hắn thuyền đi tới, nọc độc bây giờ phát hiện có rất nhiều hải tạc hướng về phương hướng của bọn hắn tới, còn không có làm rõ ràng những người này là lai lịch gì, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đứng ở đầu thuyền, dùng tính viễn vọng hướng về bốn phía thuyền nhìn lại. Nọc độc nhất định phải tìm được bọn hắn hải tặc đầu lĩnh đến cùng ở đâu trên chiếc thuyền này, mới tốt trò chuyện một chút mục đích của bọn hắn. Ngay tại nọc độc quan sát thời điểm, phát hiện có hải tặc bây giờ đã thừa cơ leo lên nước hoa rô xà hào, nọc độc cũng không có lo lắng. Lúc này ở một bên Hancock, phát hiện trước nhất, hắn rất vui vẻ, nhìn một chút bò lên hải tặc, khóe miệng lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Cái kia mới vừa lên thuyền hải tặc trong nháy mắt liền bị hang cóc khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Đúng lúc này, hang cóc hướng về cái kia hải tặc liền sử xuất ổn thương, trực tiếp đánh vào cái kia hải tặc trên thân, hải tặc trong nháy mắt bị hóa đá, trong nháy mắt nát bấy, ở trong biển biến mất. Tiếp hai liên ba có hải tặc sông lên nước hoa du xa hào, hèn cóc mấy người bọn hắn liền bắt đầu đối phó những thứ này đi lên hải tặc, dựa theo nọc độc phân phó, ai cũng không có xuống đến trong biển, đi công kích những thứ này hải tặc thù hạ. Nọc độc bây giờ rốt cuộc tìm được, dẫn dắt những thứ này hải tặc tới hải tặc đầu lĩnh, hơn nữa nọc độc còn nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc thân ảnh, chính là tê trô lợi, cái này khiến nọc độc cảm thấy cái này Tê trô lợi thật là rất lớn mật. Chính mình cũng đã thả hắn, lần này lại còn mang theo nhiều người như vậy tới, nọc độc không tin cái hải tạc đầu lĩnh này là chính mình khai ra chô. Nhất định là tê trô lợi, nhìn mình không đem Hancock có cứu ra ngoài, lần này tìm tới cứu binh, nọc độc cũng là trong nháy mắt quyết định. Lần này tuyệt đối sẽ không đem hắn giao cho Hancock, nhất định muốn đem hắn diệt trừ, mới có thể giải quyết chính mình cái này cảm xúc phẫn nộ. Tại lúc hắn đi, Nọc Độc cũng đã nói cho hắn biết đừng tới chiêu chọc chính mình, hiện tại bọn hắn tất nhiên không nghe, Nọc Độc lần này là muốn đại khai sát giới. Nhưng mà Nọc Độc nhìn một hồi, phát hiện đối phương cái kia hải tặc đầu lĩnh đứng ở đầu thuyền cùng chính mình kính viễn vọng nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một cái cười xấu xa mà tế trô lợi vậy mà dẫn hắn mấy tên thủ hạ kia mở lấy một cái phân cũ nát thuyền nhỏ hướng về Nọc Độc bọn hắn vẽ tới. Nọc độc mới vừa rồi còn rất tức giận sinh tế châu lợi khí, bây giờ lập tức liền bình tĩnh lại nhìn đối phương hải tặc đầu lĩnh bộ dáng đắc ý kia, nọc độc biết đối phương cũng hẳn là đã phát hiện chính mình, hắn cũng dám trước mặt mình lộ ra loại khiêu khích này nụ cười, nọc độc làm sao lại cho phép hắn làm như vậy. Xem ra lại một cái người không biết sống chết muốn đưa tới cửa, nọc độc đem kính viễn vọng cầm xuống, nhìn bên người hen cóc, mấy người bọn hắn bây giờ không ngừng tại đối phó những thứ này dâng hương thủy du xà số hải tặc thù hạ. Trường 165, nọc độc sử dụng đại chiêu tiêu diệt bên người hải tặc nọc độc nhìn chung quanh một chút, những thứ này hải tặc thật sự chính là không biết chết sống, vừa vặn cầm mấy người bọn hắn uy hiếp một chút đối phương đầu lĩnh, để cho hắn xem sự lợi hại của mình. Nọc độc nhếch miệng lên, cơ thể đã huyễn hóa thành nọc độc, nhanh chóng tại những cái kia đi lên những thứ này hải tặc tay, trực tiếp bị nọc độc đụng xong, đều rớt xuống trong nước biển không có bất kỳ sinh cơ. Trực tiếp liền chìm đến đáy biển, liền hang vừa muốn đi đối phó cái kia hải tặc, nọc độc cũng không có thủ hạ lưu tình, rất nhanh nước hoa du xà hào phía trên những cái kia hải tặc, bị nọc độc trong nháy mắt liền toàn bộ cho trừ đi. Nọc độc hướng về nước hoa du xà hào phía dưới nhìn một chút, còn có một số không biết sống chết hải tặc thù hả còn tại sông đi lên, nọc độc để cho chính mình trở nên rất là khổng lồ, tiếp tục nước hoa du xà hào hai bên. Bây giờ nước hoa này du xà hào tại nọc độc trong mắt, giống như là một cái giống như đồ chơi, căn bản cũng không để vào mắt, hắn không ngừng đang xoay tròn, toàn bộ nước hoa xà hào bởi vì nọc độc chuyển động, giống như một cái con quay ở trong nước biển xoay tròn lấy. Mọi thứ tiếp xúc đến nước hoa du xà hào những cái kia hài tặc, hiện tại cũng đã bị nọc độc đánh bay đến trên mặt biển, còn có một chút trực tiếp đụng phải đầu, hôn mê trực tiếp trầm xuống đến đáy biển, hèn cóc bọn hắn vừa rồi trông thấy nọc độc biểu tình tức giận. Đều biết nọc độc bây giờ muốn làm gì, bọn hắn đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp nằm lên thuyền bong thuyền, lẫn nhau đều sát tay của đối phương, tận khả năng không bị nọc độc cỗ lực lượng này bỏ rơi bay ra ngoài. Nọc độc kỳ thực cũng là nằm sấp cơ thể đang xoay tròn lấy, cũng chặn Khalifa bọn hắn, để phòng ngừa bọn hắn bị chính mình bỏ rơi bay. Vừa tới gần nọc độc những thứ này thuyền hài tặc, bây giờ cũng đã bị đâm đến từ giữa đó đụng gãy, nọc độc cảm thấy bốn phía đã không có nguy hiểm, liền ngừng lại. Nọc độc khôi phục thân thể bình thường lớn nhỏ, để cho nước hoa du xà hào cũng vững vàng xuống, nhìn xem Khalifa mấy người bọn hắn bộ dáng hiện tại, đi nhanh lên tiến lên, đem bọn hắn đều đỡ lên, quan tâm hỏi. Các người bây giờ như thế nào? Có phải hay không hù dọa? Hèn cóc mấy người bọn hắn bây giờ tóc, bởi vì vừa rồi nọc độc xoay tròn thật sự là quá nhanh, tóc của bọn hắn đều rất lộn xộn, nhưng mà cũng không đoái hoài tới mình bây giờ là hình tượng gì, đứng tại nọc độc bên người mà là kinh ngạc đều há to miệng. Phía trước califa là nhìn qua nọc độc sử dụng loại kỹ năng này, nhưng là cho tới nay bọn hắn không có thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được nọc độc loại này tốc độ xoay tròn có bao nhanh. Bây giờ nhìn nọc độc vừa rồi cái kia tốc độ xoay tròn, để cho hắn có chút choáng đầu, ở một bên cầu cầu bắt đầu không ngừng nôn mửa, nằm sấp đầu thuyền nơi đó liền bắt đầu nôn mửa, còn lại mấy người còn còn tốt. Chỉ bất qua trông thấy nọc độc, không biết nói cái gì, nọc độc xem xét mấy người bây giờ bộ dáng này cũng đều tự trách mình, vừa rồi thật sự là phẫn nộ vậy mà quên trước thời hạn đi nói cho bọn hắn. Nọc độc cảm thấy hết sức tự trách, nhìn xem nước Hoa Du Sa Hào phụ cận, một điểm nguy hiểm cũng không có, Nọc độc đi theo đám bọn hắn bắt đầu xin lỗi. Đại nhân, không có chuyện gì, người cái này không phải đều là vì chúng ta mấy cái người an toàn nghĩ đi, chúng ta rất lý giải, người không cần cảm thấy tự trách. Đúng vậy a, à, đại nhân, ta mới vừa rồi còn đang lo lắng, nhiều như vậy hải tặc nhất định sẽ đem chúng ta tháo thành tám khối, không nghĩ tới ngươi lại có một chiêu như vậy, thật là thật lợi hại. Xem ra, hiện tại chỉ cần có một chiêu này nơi tay, nhìn những cái kia hải tặc còn dám hay không tới chúng ta nước hoa du xà hào. Hơi hơi bây giờ không có chút nào sẽ lo lắng bọn hắn có bất kỳ nguy hiểm, không ngừng đang khích lệ nọc độc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cầu cầu đã nôn mửa xong, Robin bồi bên cạnh nàng. Tại nói mấy người nữ nhân bây giờ nhìn nhau một chút đối phương hình tượng này, cũng đều là lẫn nhau cười nhạo, bọn hắn bắt đầu cho đối phương sửa sang lấy tóc cùng quần áo, nọc độc cười nhìn lấy mấy người đều hết sức an toàn, không có chịu bất kỳ thương, nọc độc an tâm, quay đầu đi liếc mắt nhìn cái kia hải tặc đầu lĩnh, nọc độc rất là đắc ý, hướng về cái kia hải tặc đầu lĩnh phương hướng dơ lên ngón tay giữa, hướng phía dưới ra dấu, đối phương thấy nhất thanh nhị sở. Hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới nọc độc vậy mà lại lợi hại như vậy, hắn còn tưởng rằng chính mình mang những thủ hạ này nhất định sẽ đem nọc độc bọn hắn toàn bộ diệt trừ, không nghĩ tới, mình đã thiệt hại một nửa thuyền, cùng tinh anh, hắn bây giờ hết sức tức giận nhìn xem tê trô lợi cùng hắn mấy tên thù hạ kia, bây giờ không có bị nọc độc cho tập kích, hắn hướng về tê trô lợi phương hướng hô to. Các ngươi ở nơi đó làm gì chứ? Còn không mau đi qua, chẳng lẽ còn cần ta giúp các ngươi một chút không? Tới, chuẩn bị cho ta hướng bọn họ phương hướng xa kích, đúng, không nên đánh đến bọn hắn, chúng ta hoàn chỉ vào bọn hắn đi mở đường. Bây giờ cái này hải tặc đầu lĩnh nghiêm trọng hoài nghi, Tê Châu lợi hẳn là cùng nọc độc bọn hắn thông đồng một mạch tới đem chính mình dẫn tới ở đây, cho nên hắn bây giờ liền muốn thăm dò một chút, có phải hay không nọc độc thật sự không biết trừ khử hắn. Ngay tại nọc độc vừa rồi chỗ công kích qua thuyền, còn có thủ hạ của hắn cũng đã không còn tồn tại, toàn bộ đều bị nọc độc vừa rồi một đợt thao tác cho trừ đi. Trưa 166, nọc độc định cho Tê Châu lợi cơ hội giải thích. Nhưng mà chỉ có Tê Châu lợi thuyền ở một bên dừng lại, hắn hết sức tức giận bên người hắn những cái kia thủ hạ vừa nghe được Hải Tặc Đầu Lĩnh nói lời, liền bắt đầu chuẩn bị kỹ càng vũ khí, hướng về Tê Châu Lợi tha nhóm phương hướng liền bắt đầu sạc kích. Bọn họ đều là xuất tại Tê Châu Lợi bên cạnh, không có trực tiếp đánh, tại trên người của bọn hắn, Tê Châu Lợi cùng bên người hắn hơn 10 cái thủ hạ, bây giờ bị hù cũng là đình chỉ trèo thuyền, trực tiếp nằm lên trên thuyền, phòng ngừa đối phương sẽ làm bị thương đến chính mình. Tê Châu Lợi đã sớm nghe được Hải Tặc Đầu Lĩnh nói lời, chính hắn bắt đầu vạch lên thuyền cảm thấy mình muốn bảo toàn tánh mạng vẫn còn cần nhanh đi nọc độc trên thuyền làm như vậy nói không chừng mới có thể bảo trụ tương đương một cái mạng vừa rồi nhìn xem nọc độc một đợt thao tác hắn bởi vì không dám tới gần mà là đậu ở một bên tránh thoát nọc độc công kích hắn đã rất bội phục nọc độc không nghĩ tới hắn tại trên biển này là lợi hại như vậy tê trô lợi không dám chiêu chọc nọc độc chỉ cầu nọc độc một hồi có thể tha hắn bên cạnh hắn có vũ khí đánh hắn tê trô lợi cũng không có chút nào lo lắng chỉ cảm thấy tự mình một người vạch lên thuyền thật sự là quá chậm, cùng thủ hạ bên người hô to. Các ngươi làm gì đâu, nhanh chóng cho ta hoạch, các ngươi nếu là muốn mạng sống, liền cùng ta cùng một chỗ nhanh lên một chút đến trên nước hoa rắn trườn hào, không cho phép chúng ta còn có thể bảo đảm cái tính mạng. Tế châu lợi nói hết lời, từ đầu đến cuối tay cũng không có rừng phía dưới, phía sau hắn thủ hạ bây giờ duy nhất có thể tin tưởng chính là bọn hắn hải tặc đầu lĩnh, cho nên đều đuổi nhanh thật tốt ngồi, Bắt đầu sử xuất toàn lực vẽ lên thuyền tới, cũng sẽ không lo lắng phía sau vũ khí sẽ đánh đến bọn họ. Nọc Độc nhìn phía trước tình huống, Tế Trô Lợi cùng hơn 10 cái thủ hạ, vậy mà không có bị hành động mới vừa rồi của mình bị hù dọa, còn tại hướng về bên này lái tới, hơn nữa Nọc Độc phát hiện đối phương lại còn hướng về Tế Trô Lợi tha nhóm mở làm cho công kích. Hắn đã nghe được vừa rồi vũ khí âm thanh, cái này khiến Nọc Độc thật sự chính là thật tò mò, muốn xem một chút Tế Trô Lợi lần này tới là làm cái gì. Có phải hay không lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì? Đối với hắn năng lực, còn có hắn cái kia hơn 10 cái thủ hạ cũng bất quá như thế, Nọc độc căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Hancock, người mau đến xem xem xét, phía trước cái kia chèo thuyền tới người, tựa như là chúng ta vừa thả đi tê châu lợi a. À. Califa đã nhìn thấy, lại có một chiếc thuyền hướng về bọn hắn tới gần, hắn không biết đối phương là ai, cũng là có chút hiếu kỳ, tại nọc độc trong tay đem kính viễn vọng cầm tới, cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện đối phương chính là quen thuộc Tê Châu Lợi. Trong lòng của hắn có chút nghi vấn. Nhanh chóng cùng bên người Hancock nói một chút. Hắn là muốn nhìn một chút. Hancock sẽ như thế nào nói? Cái gì Tê Châu Lợi? Nhanh lên đem kính viễn vọng cho ta xem xem xét. Hancock, người không cần nhìn. califa nói không sai. Người tới chính là Tê Châu Lợi. Lần này, xem ra là hắn đem những thứ này hải tạc cho mang tới. Ta rất muốn biết hắn. Người cho hắn thả thời điểm. Đến cùng đều nói cái gì vậy mà để cho hắn đối với người cố chấp như vậy, tìm đến nhiều như vậy cứu binh. Nọc độc đã nhìn ra, Hancock bây giờ không biết Tê trô lợi mục đích, căn bản cũng không tin tưởng califa nói lời. Nọc độc liền cùng Hancock giải thích một chút, để cho hắn tin tưởng califa nói lời là không có sai. Cái này Hancock tự mình liếc mắt nhìn, cái này thật đúng là là Tê trô lợi, nghe nọc độc bây giờ chất vấn, hắn căn bản không cùng Tê trô lợi nói cái gì. Hơn nữa còn khuyên hắn về sau đừng tới chiêu chọc nọc độc đoàn hải tạc. Ở khác sự tình, hắn hồi tưởng một chút, cũng không có cùng tê trô lợi nhiều lời, Hancock đem tính viễn vọng cầm xuống, quay đầu nhìn một chút bên người mấy cái đồng đội còn có nọc độc, cũng là dùng đến một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Hancock cảm thụ được bây giờ các đội viên đối với hắn cũng không đầy ý, hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ là nọc độc bọn hắn đang hoài nghi đây hết thầy sự tình cũng là mệnh lệnh mình tê trô lợi làm sao. Hắn cũng không muốn để cho nọc độc bọn hắn hiểu lầm chính mình, Hancock nhanh chóng giảng giải đại nhân, Khalifa, các người có mấy người nghe ta nói, các người không nên hiểu lầm ta, Tê Châu lợi đây là vì cái gì lại tới, ta thật là không biết. Hơn nữa lúc ấy ta đang thả lúc trước hắn, chỉ là nói với hắn về sau không nên trêu chọc chúng ta, tại ta không có gì cả cùng bọn hắn nói nha, đúng, lại có là giải thích hắn sau khi đi ra ngoài, nói cho tất cả mọi người đều đừng tới tìm ta, ta cũng chỉ nói những thứ này, không có khác. Nọc độc từ đầu đến cuối cũng là tin tưởng Hancock nói lời bây giờ Hancock cũng đã trở thành đội viên của bọn họ. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống, Nọc Độc cho rằng Hancock người này hết sức đơn thuần. Cũng không khả năng sẽ làm ra đối với Nọc Độc hài tặc chuyện bất lợi, hơn nữa hắn cũng đã đã nhìn ra. Hancock đối với mình rốt cuộc là tâm tư gì, mặc dù không có trực tiếp làm rõ, nhưng Nọc Độc tin tưởng Hancock không phải là người xấu. Nọc Độc từ Hancock trong tay đem kính viễn vọng cầm tới, tiếp tục hướng về phía trước tế trô lợi lai phương hướng nhìn lại, lại nhìn một chút đối diện trên thuyền hải tặc Hải tặc Đầu Lĩnh. Cái này Hải tặc Đầu Lĩnh từ đầu tới cuối duy chỉ lấy một loại khiêu khích nụ cười, nhìn mình, đem hắn những cái kia thủ hả cũng đã diệt trừ, lại còn có thể lộ ra nụ cười như thế tới lâu. Chương 167, Ngọc Độc dự định diệt trừ Tế Châu lợi. Ngọc Độc phỏng đoán hắn vẫn có dự định khác, Califa mấy người bây giờ vừa nhìn thấy phía trước tới Tê Châu lợi lại càng sinh khí, bắt đầu oán trách lên Hancock. Nọc độc mặc dù ánh mắt của hắn một mực đang nhìn lấy tình huống chung quanh. Lỗ tai của hắn cũng là có thể nghe được Hancock rất có thành ý đang giải thích, tê chô lợi tới cùng hắn không có quan hệ. Đi, các người cũng không cần oan uổng Hancock, đợi đến tê chô lợi tới, chúng ta không phải sự tình gì đều biết sao. Bất quá, Hancock, người không cần lo lắng, ta là tin tưởng ngươi. Khalifa mấy người bọn hắn bị nọc độc tiếng la hù đến, ai cũng không dám đàm oán trách Hancock, đều ngừng xuống, cảm thấy nọc độc nói rất đúng, vẫn là chờ tế Châu lợi tới sau này hãy nói. Nhìn bên người mấy người nữ nhân, bây giờ cũng yên tĩnh trở lại, nọc độc nhìn xem hen cóc mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ủy khuất, trong mắt có mắt nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, nọc độc không nghĩ tới, lần này vậy mà lại làm cho tất cả mọi người đều oán trách lên hen cóc tới. Bây giờ tất nhiên sự tình gì đều phải đợi đến Tê Châu lợi tới mới có thể biết rõ ràng. Bây giờ giảng giải cái gì mọi người cũng đều sẽ không tin tưởng, Nọc độc tiến lên lấy tay vỗ vỗ hen cóc bả vai, an ủi nàng. Hen cóc lấy tay đem nước mắt lau, hắn rất muốn biết nọc độc đến cùng phải hay không giống như hen cóc bọn hắn, như thế nào hiểu lầm chính mình. Mặc dù nọc độc nói tin tưởng hắn, hen cóc vẫn có băn khoăn hỏi đến nọc độc thái độ đối với hắn. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi cùng hen cóc bọn họ đều là một cái ý nghĩ, cho rằng là ta đem những người này cho tìm đến sao? Ta thật sự không cùng tê trô lợi có bất kỳ qua lại, chưa nói chi là những thứ này hài tặc, ngươi nhìn ta vừa rồi tại đối phó bọn hắn. Nhìn xem Hancock rất là tự trách, không đứng ở cùng chính mình giảng giải, còn tại hỏi thăm chính mình thái độ đối với hắn, Nọc độc cũng đã cùng hắn giải thích qua, hắn căn bản cùng chuyện này không có quan hệ. Nọc độc biết Hancock hiện tại vì cái gì sẽ có lo lắng như vậy, cũng là sợ mấy người hiểu lầm, cho nên Nọc độc nụ cười cương chiều cười. "Khuyên giải lấy, Hancock, ta là tin tưởng ngươi, ngươi đừng có lo lắng." ngươi nhìn Tê trô lợi mã bên trên liền đến chúng ta liền biết tất cả đáp án ngươi chỉ cần tin tưởng ngươi chính mình không có làm qua người khác dù thế nào oan uổng ngươi cuối cùng vẫn sẽ được phơi bày đi ngươi cũng không cần khóc hancock không có đem lời nói xong nọc độc liền trực tiếp ngắt lời hắn nhìn xem nọc độc tin tưởng mình hắn cũng yên lòng quay đầu đi hướng về califa mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hancock Đối với Hancock rất là không hài lòng, suy nghĩ, hắn vừa gia nhập vào nọc độc trong đoàn đội, trở thành chính thức đội viên, liền để bọn hắn đối với chính mình loại thái độ này, tâm tình của hắn thật là rất tồi tệ. Dù sao chuyện này cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, Hancock rất muốn biết, Tê Trô lợi rốt cuộc là ý gì, nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, cũng sẽ không bị nọc độc bọn hắn hiểu lầm. Lão thủ soạn lên nắm đấm, nước mắt lau khô, nhìn xem Tê Trô lợi đã đến nước hoa rắn chườn số trước mặt. Hancock không đợi nọc độc nói chuyện, dùng tay chỉ tê trô lợi chửi ầm lên lấy. Tê trô lợi, ngươi làm sao lại đến? Ta lúc đó phóng ngươi, ta đều đã nói gì với ngươi, ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút. Nọc độc miệng vừa mở ra muốn nói chuyện, không nghĩ tới Hancock sẽ đoạt tải lúc trước hắn chất vấn tê trô lợi. Ngược lại hắn cũng là muốn hỏi những lời này, nọc độc liền không có nói ra, nhìn thấy tê trô lợi đứng dậy, không giống phía trước lớn lối như vậy giống như hắn phản ứng, để cho nọc độc là rất kỳ quái. Dù sao hắn là người khiêu khích, cũng không thể biểu hiện giống như là một tù binh một dạng nha, đối với mình ngược lại là rất cung kính. Tế Châu lợi nhìn xem trên thuyền nọc độc mấy người đều mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dạng, tại nhìn hắn, Tê Châu lợi xung quanh nhìn một chút, nhất là phía sau chiếc thuyền kia, chỉ lo lắng phía sau hải tạc đầu lĩnh, phát hiện kế hoạch của hắn. Nhìn xem Hancock trực tiếp chất vấn hắn mới vừa rồi bị thả đi thời điểm nói lời, Hắn bây giờ cũng không có thời gian đi giải thích, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía lão bản, "Mau để cho Nọc Độc cứu hắn, Nọc Độc, lần này ta không phải là chủ động tới tìm ngươi, phía sau cái kia hải tặc đầu lĩnh mới là phía sau màn người chủ sự, ta là bị bọn hắn bước tới." "Đây hết thảy cùng ta đều không có quan hệ, ngươi không nên hiểu lầm ta, ta không có muốn tiến đánh các ngươi." Nghe Tê Trồ Lợi nói hắn là bị người bước tới, Nọc Độc cũng không tin, nhìn xem phía sau những cái kia hải tặc bởi vì tê trô lợi trước tới, đều ngừng xuống, không có người trực tiếp xông lên. Lại đem ánh mắt, nhìn mình trước mặt trên chiếc thuyền này tê trô lợi. Người cho rằng, người nói những người này không phải người mang tới, chúng ta cứ như vậy dễ dàng tin tưởng sao. Người có phải hay không quên, người thời điểm ra đi, ta nói với người lời gì, xem ra hôm nay ngươi là thực sự giữ lại không được. Nọc độc đem nói xong, ra tay thì đi giết tê trô lợi, cái này khiến tê trô lợi hốt hoảng, không nghĩ tới, nọc độc vậy mà không tin mình lời nói. Hắn đang suy nghĩ, đến cùng như thế nào mới có thể để cho nọc độc tin tưởng lời của mình đâu. Ở một bên Hancock, nhìn thấy Tê Chô lợi cũng không có cùng nọc độc làm bất kỳ giải thích gì. mươi 168, đại gia biết là hiểu lầm Hancock. Hắn sử xuất ngọt ngào trai hắc quỷ kỹ năng hôn thương, hướng về Tê Chô lợi chỉ qua, ngăn chờ nọc độc động thủ. nọc độc đáp ứng Hancock thỉnh cầu, nắm tay thu hồi lại. Tế Châu Lợi là hiểu rõ hành có kỹ năng, hắn bây giờ muốn né tránh, là có thể tránh thoát, thế nhưng là hắn cũng không định trốn đến một bên, mà là nhanh chóng cầu xin tha thứ. Nữ đế, người cũng không tin ta sao, người cứ chờ một chút, ta với người nói một chút chuyện đã xảy ra, có hay không hảo. Người nói thả ta về sau, ta liền mang theo những thủ hạ của ta, muốn mau thoát đi biển cả, trở lại chính ta chỗ, thế nhưng là ta vừa lộ ra mặt biển chúng ta ở trên biển chạy được không có bao lâu thời gian, lại gặp phải Âu Văn Lộ núi, hắn hỏi thăm ta đi đâu thế, ta liền tùy tiện qua loa cho xong, không nghĩ tới, Âu Văn Lộ núi vậy mà biết ta chỗ. Còn để cho ta dẫn bọn hắn tới tìm ngươi, nếu như ta không tới, chỉ bằng mấy người chúng ta bản sự, cũng sớm đã. Tế Châu Lợi không ngừng đang giải thích. Hắn đến cùng là như thế nào cùng cái kia hải tặc đầu lĩnh gặp phải, hơn nữa tại hắn huy bức lợi dụ phía dưới, không có cách nào mới tới đánh lén nọc độc thuyền. Hancock bọn hắn bây giờ hết sức lãnh đạm bình tĩnh, không có ai đi quốc đi tê trô lợi, mà là cho hắn cơ hội, để cho hắn cùng chính mình giảng giải. Hancock tay bây giờ thả xuống, không có ý định đi công kích tê trô lợi, kỳ thực tê trô lợi vừa mới đoán được vì cái gì, Hancock sẽ một mực, mực tại chất vấn hắn, vừa rồi thả hắn đi lúc, Hancock đang nói cái gì. Hắn cùng nọc độc ăn ngay nói thật, không dám trộn lẫn bất kỳ dấu giếm, bởi vì hắn lại muốn tại trên biển này tiếp tục sinh hoạt nọc độc mấy người bọn hắn vừa nghe xong cùng phía trước hancock giải thích so sánh một chút hen hancock nói hoàn toàn là một dạng califa bọn hắn tin tưởng hancock không còn hoài nghi hancock là phía sau màn kẻ sai khiến hancock cũng là quan sát một chút califa bọn hắn thái độ đối với chính mình mới quyết định tha tê châu lợi nọc độc đương nhiên nghe qua âu văn lộ núi cái danh hiệu này ngay tại califa bọn hắn đang nghe tê châu lợi giảng giải hancock chuyện thời điểm Nọc độc quan tâm nhất vẫn là cái này gọi ô Văn Lộ Núi. Hắn thật sự chính là chưa từng có nhìn thấy qua Âu Văn Lộ Núi, đến cùng lớn lên là bộ dáng gì. Đứng ở đầu thuyền phía trước, cầm kính viễn vọng hướng về phía trước trên thuyền hải tặc nhìn sang. Nọc độc phát hiện mới vừa rồi còn một mực bình tĩnh hải tặc đầu lĩnh. Bây giờ nổi giận, ở nơi đó phân phó thủ hạ của hắn, không biết được rốt cuộc làm gì. Nọc độc đã biết, cái này tê trô lợi kế hoạch. Nhìn xem nàng bây giờ đúng là bị buộc mới đến tìm bọn hắn gây chuyện, cho nên nọc độc cũng liền tha thứ hắn. Tế châu lợi còn tính là trung thực, đem đối phương tình huống, hết thảy mang đến bao nhiêu người, còn có hạng nặng vũ khí, nọc độc hiện tại cũng đã thanh trừ nội tình. Hắn rốt cuộc biết đối phương vì cái gì lòng can đảm lớn như vậy, tới tìm bọn hắn, còn muốn nhận được trên người bọn họ trái hắc quỷ. Nọc độc khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, nghĩ thầm, hắn thực sự là nằm mơ giữa ban ngày, tế châu lợi nhìn xem nọc độc mấy người bọn hắn nghe xong giải thích của mình, cũng sẽ không muốn giết hắn, Tê Châu lợi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà suy nghĩ một chút, nếu như trước không làm ra phản kích, bị đối diện Âu Văn Lộ núi cho nhìn thấy, biết hắn là giả ý mà trợ giúp hắn, vạn nhất bọn hắn không có bị nọc độc tiêu diệt, trở lại trên biển, nhất định sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Tê Châu lợi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, hướng về nọc độc vươn tay ra, làm ra muốn công kích thủ thế. Nhìn xem Tê Châu lợi mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy mềm yếu dáng vẻ muốn đầu hàng, bây giờ còn muốn cùng chính mình đánh một trận, nọc độc cũng không để ý. ngươi đây là ý gì? Muốn lại cho ta đánh một trầu sao? Vậy vẫn là không cần ta ra tay rồi, không bằng ngươi lên thuyền, để cho bọn hắn giải quyết ngươi. Tế Châu lợi vừa nghe đến nọc độc nói để cho bọn hắn lên thuyền đi, vậy thì thật là tốt cùng ý của hắn, cho nên hắn không nói hai lời, hướng về nọc độc gật đầu một cái, nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ, đem thuyền hướng về nước hoa rắn trườn hào áp vào từ nhỏ trên thuyền nhảy tới nước hoa rắn trườn hào bên trong, nọc độc không nghĩ tới, tế châu lợi thật sự chính là thống khoái đến đây. hen cóc bọn hắn cũng là liên tục đến lui về phía sau mấy bước nọc độc không có nhìn đối phương rốt cuộc muốn làm gì, mà là bình tĩnh cười cười cùng bên người hen cóc mấy người bọn hắn kể một chút. Đi, các ngươi không phải ở lại nhàm chán sao, lần này các ngươi có bồi luyện, bọn hắn liền giao cho các ngươi, ta đi gặp một hồi ô văn lộ núi, cẩn thận một chút, đừng để hắn lại đánh lén nọc độc, người cũng không bằng ở trên thuyền này ở lại a, à, không nên đi qua, Âu Văn Lộ núi người này hết sức tâm rất thù lạt, hơn nữa quỷ kế đa đoan, ngài đừng bị hắn lừa. Nọc độc dự định tự mình một người đi trước Âu Văn Lộ núi trên thuyền sẽ xem tình huống, nhìn người này đến cùng có cái gì đảm lượng dám đến khiêu khích chính mình. Bên người hen cóc bọn hắn cơ cá nhân còn tại ngăn chờ từ chính mình, ngăn ở trước mặt của mình mà không đi đối phó Tê Châu Lợi. Nọc độc đem đầu chuyển hướng nhìn xem Tê Châu Lợi, Hancock bọn hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía hắn, lúc này tê châu lợi đang hướng về bọn hắn vung ra đi một trường, một cái hỏa cầu thẳng đến phương hướng của bọn hắn tới. Nọc độc vung tay lên, một chùm màu đen quang trực tiếp chảy hỏa cầu liền đi qua. Trường 169, Tê Châu lợi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không dùng. Hỏa cầu lập tức trên không trung biến mất, Tê Châu lợi liên tiếp công kích mấy lần, nọc độc đều dễ như chờ bàn tay đem hắn đánh tới hỏa cầu, toàn bộ cho dập tắt. Đi, người không cần làm vô vị vùng vẫy, người nếu muốn đánh, cùng bọn hắn đánh, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này chơi. Khalifa, hắn liền giao cho các ngươi, các ngươi yên tâm, năng lực của ta, các ngươi còn không biết sao. Không cần thay ta lo lắng, nọc độc nói hết lời, không đợi hen cóc mấy người bọn hắn hồi phục, trực tiếp từ nước hoa du xa hào bên trên liền nhảy xuống, tiến nhập trong nước biển, trực tiếp liền hướng về hải tặc đầu tử thuyền bơi đi. Tế Châu Lợi nhìn bên người mấy người nữ nhân này vây ở bên cạnh của bọn hắn, Hancock mới vừa rồi còn không tức giận, bây giờ lại bắt đầu hướng về tự mình đi tới. Nhìn một chút bên người cái này hơn 10 cái thủ hạ, dọa đến đều trốn phía sau hắn, không có một cái nào người dám xông lên phía trước cùng Califa mấy người bọn hắn đánh nhau. Tế Châu Lợi biết nọc độc mấy người bọn hắn toàn bộ đều không dễ chọc, lập tức quỳ trên mặt đất, cho Califa mấy người bọn hắn một bên cắn đầu, một bên cầu xin tha thứ cầu nữ đế lại buông tha ta một lần a à, lần này ta là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể tới, ta căn bản cũng không muốn động thủ, thế nhưng là ta không có cách nào. Âu văn lộ núi dùng kính viễn vọng đang nhìn bên này, ta nhất định phải làm cho đối phương cho là ta đang tấn công các ngươi, cho nên các ngươi lần này thả ta, ta tuyệt đối sẽ không tại cùng nọc độc đoàn hải tặc là địch, van cầu các ngươi. Hancock mấy người bọn hắn bị tê trô lợi cùng hắn mấy tên thù hạ kia cử động, cũng là xuống một ngày, không nghĩ tới nọc độc bên này vừa rời đi, tê châu lợi vậy mà liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Để cho mấy người bọn hắn không biết làm sao nhìn nhau một chút đối phương, ở một bên Khalifa cảm thấy tê châu lợi tha nhóm căn bản liền không đáng giá phải tin tưởng. Vừa rồi đã vì hen cóc tẩy thoát, hắn cùng tê châu lợi cấu kết sự tình, nhưng nhìn tê châu lợi cũng dám dẫn cái khác hải tặc đánh lén nước hoa du xà hào. Vậy đã nói rõ cái này tê trô lợi căn bản liền không đáng giá phải tín nhiệm. Không nói hai lời, trực tiếp duỗi ra chân đi, đã phải tê trô lợi trên thân, còn tốt tê trô lợi đằng sau có hơn 10 cái thủ hạ, cho hắn cản trở, nếu không, hắn sẽ trực tiếp bị đá ra nước hoa du xà hào. Liền loại người như ngươi nói lời ai sẽ tin tưởng, vừa rồi ngươi còn luôn mồm đáp ứng chúng ta, nói về sau sẽ không theo nọc độc thuyền hải tặc xưng là địch, thế nhưng là ngươi cái này vừa nói xong. Bao nhiêu giờ vậy mà liền tới, vậy mà liền tới công kích chúng ta, cái này chẳng lẽ chính là của ngươi báo đáp sao? Ta, ta biết, ta lần này sai, nhưng mà cái này Âu Văn Lộ núi thế nhưng là trên biển này một cái bá chủ, ta thật là không dám chọc hắn nha. Ha ha, người không dám chọc hắn, liền dám chọc chúng ta, đi, Hancock, người cũng không cần tại đứng đó, người không phải là muốn cầm một cái vật sống đi thử một chút tay đi, bây giờ trên thuyền nhiều như vậy, người liền thử một lần đi. Hancock nhìn xem tê trô lợi biểu lộ, cùng hắn vừa rồi nói mà nói, hắn cảm thấy nhất định là có thể tin, hancock cũng không định trừ đi tê châu lợi biết hắn cũng là bị âu văn lộ núi uy hiếp thế nhưng là nhìn thấy hắn lần này mang đến nhiều như vậy hài tặc chính xác hẳn là thật tốt dạy dỗ một chút hắn hướng về tê châu lợi phương hướng nhìn xem đi tới diêm rúa loẻ loẹt bước chân vừa cùng califa mấy người bọn hắn nói các người nói rất đúng lần này thật là hẳn là hào hảo mà giáo huấn tê châu lợi bằng không thì hắn còn tưởng rằng chúng ta là cỡ nào dễ ức hiếp để cho hắn lần sau cũng không dám dẫn đường Cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội lần này a à áp. Hancock nói hết lời, bước nhanh đi tới Tê Châu lợi trước mặt, lấy ra hắn ổn thương, chỉ vào Tê Châu lợi trên đầu, bây giờ Hancock chỉ cần ngón tay động một cái, Tê Châu lợi lập tức liền sẽ bị hóa đá, trong nháy mắt nát bấy, Tê Châu lợi nhanh chóng quỳ trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi lại cho ta một cơ hội a à. lần này là ta làm sai uổng phí sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, mời ngươi lại buông tha ta một lần cuối cùng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. chỉ cần một lần liền tốt. heng cóc tay cũng không có hướng về tê châu lợi công kích. một mực tại dơ ở phía sau cầu cầu mấy người nhìn xem heng cóc ở nơi đó do do dự dự chờ lấy không kiên nhẫn đều phải xông lên phía trước. thật tốt dạy dỗ một chút tê châu lợi cùng bên người hắn thủ hạ tại đối diện trên thuyền hải tặc đầu lĩnh vừa nhìn thấy mấy người nữ nhân đang một mực dơ quả đấm quyền đấm cướp đá lại đánh tê châu lợi biết mình lần này thật sự chính là nhìn lầm rồi nàng bị mấy người nữ nhân bây giờ liền bắt sống, hắn có chút tức giận. Hắn rõ ràng tê châu lợi có triển vọng cái gì biết nói đánh trận đầu, Âu Văn Lộ núi tức đến trực tiếp đem kính viễn vọng ném xuống đất, ngay tại hắn muốn phân phó thủ hạ bắt đầu hướng về cái này nước hoa du xà hào sử dụng vũ khí thời điểm, nọc độc đã nhảy tới trước mặt hắn. Đem Âu Văn Lộ núi cũng là sợ hết hồn, vừa rồi hắn một mực nhìn lấy nước hoa du xà hào phương hướng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện, nọc độc đến cùng là từ đâu mà đến, đột nhiên nọc độc lại nhanh như vậy tìm được hắn. Âu văn lộ núi dọa đến liên tiếp lui về phía sau, lo lắng nọc độc thực lực, bởi vì vừa rồi bọn hắn nhìn xem nọc độc thực lực rất cường đại, tất nhiên có thể đem toàn bộ nước hoa du xà hào đều cầm lên. chương 170, nọc độc không đem ô hen lộ núi để vào mắt. Làm đồ chơi một dạng chơi, lực lượng là cần bao lớn, hắn mặc dù có trái ác quỷ, nhưng mà cũng không đạt được loại cảnh giới này, hắn để cho chính mình tâm tình bình tĩnh một chút, ha ha mà cười cười. Hoàn nghênh ngươi, nọc độc, ngươi thật sự chính là không mời mà tới, ta muốn biết ngươi rất muốn gặp ta, vậy ta liền trực tiếp bên trên các ngươi thuyền thật tốt. Nọc độc lấy tay làm một chút chính mình anh tuấn tóc, nhìn xem Âu Văn Lộ núi trông thấy chính mình có chút ngoài ý muốn, cùng chính mình tán gẫu, nọc độc cũng không nóng này. Cho nên cười ha ha lấy, đi tới một cái cái ghế bên cạnh, không khách khí trực tiếp ăn vị xuống dưới, mà ở trên thuyền này hài tặc thù hạ, vừa nhìn thấy nọc độc đến đây, đều vọt tới đầu thuyền, muốn bắt sống nọc độc, nhưng đều bị hải tặc đầu lĩnh cho ngăn trở. Ai nha nha, ta tại nước hoa du xà hào đợi ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không tới nha, ta là định tới bên trên thuyền của ngươi đi lên làm khách, có qua có lại. Không nghĩ tới các ngươi đạo đãi khách, thì ra là như vậy sao? Những thủ hạ này đều đi ra làm gì? Chẳng lẽ ngươi là lo lắng ta sẽ một chiêu đem ngươi mất mạng, cho nên ngươi mới có thể làm như vậy sao? ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng tản ra, không cần giống vừa rồi những công kích kia ta nước hoa du xa hào thủ hạ, đánh ngay cả toàn thân cũng không có, người nói có thể hay không thương, ta bây giờ tới, chính là muốn hỏi một chút, người cái này tốn công tốn sức đến chỗ của ta, là muốn làm gì nha? Nọc độc cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi Âu Văn Lộ núi ý đổ đến, nhàn nhã nói hết lời, ngồi xuống ghế. Nhìn xem một cái trên mặt bàn để giam bông, nọc độc không khách khí cầm lấy răm bông trực tiếp bỏ vào trong miệng còn không ngừng đang khích lệ cái này răm bông ăn ngon bao nhiêu không có chút nào khách khí mà âu văn lộ núi bị nọc độc động tác này cũng là kinh động rõ ràng là địch nhân lại còn hào phóng như vậy tại chính mình ở đây ăn cái gì cũng quá không đem hắn để ở trong mắt nếu như là cái khác hải tặc đầu lĩnh tại trên thuyền của hắn dám làm như vậy hắn sẽ lập tức sinh khí đem đối phương trực tiếp đập tới trong sông đi nhưng mà âu văn lộ núi vừa nhìn thấy nọc độc bây giờ tất nhiên tự chui đầu vào lưới đi tới bên cạnh mình đó là không thể tốt hơn nữa âu văn lộ núi hiện tại tâm tình rất tốt cười ha ha lấy rất là đắc ý biết tế châu lợi đi qua bây giờ đã đã biến thành tù binh hắn nhất định sẽ đem sự tình toàn bộ giao ra âu văn lộ núi cũng sẽ không giấu giếm ta lần này tới đương nhiên là muốn có được các ngươi cho rằng thứ đáng giá nhất còn có thứ trọng yếu nhất bằng không thì ngươi nhìn ta bốn phía này ta làm sao lại bất chấp nguy hiểm, mang theo nhiều như vậy thủ hạ tiến vào đáy biển tìm ngươi đây. Nọc độc liếc mắt nhìn Âu Văn Lộ núi nói hồi lâu, cũng không có nói thẳng ra vật hắn muốn, không nghĩ tới cái này Âu Văn Lộ núi thật đúng là sẽ vòng vo. Chính mình cũng đã biết, hắn lần này tới mục đích, lại còn rất phách lối tại nói chuyện với mình. Nọc độc tuyệt không sợ Âu Văn Lộ Núi sẽ an bài người, cố ý tới thương tồn tới mình, dù cho thật sự đối với nọc độc hạ thủ, lấy nọc độc năng lực, Hoàn toàn là cũng có thể né tránh được, cho nên nọc độc không có cúm cuồng chút nào cười ha ha lấy. Ta thứ trọng yếu nhất rất nhiều, ta toàn bộ nước hoa du xà hào. Lại thêm, người ở phía trên cũng là ta trọng yếu nhất, ngươi là muốn muốn bọn hắn sao. Nhưng mà ngươi phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này, chỉ bằng bên cạnh ngươi những tiểu lâu la này đi, cũng chính là một chút lính tôm tướng cua mà thôi. Ngươi cho rằng dựa vào bọn hắn, liền có thể nhận được ngươi mong muốn, ta nhìn ngươi chính là người si nói mộng nọc độc rất phách lối nói hết lời đem trong mâm cuối cùng một mảnh răm bông ăn vào trong bụng cảm thấy mới vừa rồi còn có chút bụng đói bây giờ cũng no rồi đưa tay ra vuốt vuốt bụng của mình không chút hoang mang mà nhìn xem đứng ở bên cạnh mình hài tạc đầu lĩnh vẫn là hết sức tự tin cùng nọc độc trò chuyện ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi sáu người liền nghĩ trốn qua lòng bàn tay của ta sao ta nhìn ngươi thật là có thể nói khoác lác một hồi ta liền để ngươi nhìn một chút nước hoa của ngươi du xa hào là thế nào biến mất ở đáy biển, còn có người muốn bảo vệ năm người kia, đồng giả, người cũng không thấy được, ha ha. Âu văn lộ núi nói hết lời, dùng nháy mắt ra hiệu cho, ở một bên đứng những cái kia thủ hạ, lại khoát tay áo, hắn biết lấy nọc độc thực lực, những thủ hạ này căn bản là bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, sẽ chỉ làm tổn thất của mình càng lớn. Bọn thủ hạ cũng đã minh bạch, Âu văn lộ núi cử động là có ý gì, bọn hắn tất cả lui ra đi, âu văn lộ núi cử động nọc độc đều thấy nhất thanh nhị sở mặc dù không có quá đi để ý cũng là tại lừa dối âu văn lộ núi trong lòng suy nghĩ cái này âu văn lộ núi thực sự là thông minh đã vậy còn quá nhanh liền để thù hạ của hắn toàn bộ đều rút lui xem ra hắn cũng là rất thông minh muốn so tê trô lợi thông minh rất nhiều nhìn hắn cũng rất thức thời tốt ta vẫn muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là như thế nào đem nước hoa của ta du xa hào cho nổ biến mất ở trên biển này ta chỉ lo lắng đến lúc đó, người chiếc thuyền này đừng có lại rơi xuống mới tốt. Đi, chúng ta cũng đừng lãng phí miệng lưỡi, người đây không phải là nghĩ đến tìm ta sao. Chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian.